các bạn đã tới với buổi set talk về lợi thế định cư ngành học à, thì buổi hôm nay uh, du học set sẽ nói sẽ sẽ có những buổi trao đổi với các bạn về lợi thế định cư của ngành học early childhood và secondary education đây là hai ngành học mà hiện giờ đang được tương đối được rất nhiều bạn quan tâm uh, vì nhiều lý do một là về cái demand của thị trường và thứ hai nữa là về cơ hội định cư của hai ngành này chính như thế nên hôm nay xét cũng có mời tới đây hai vị khách mời để cùng chia sẻ những kinh nghiệm những câu chuyện của họ về hai ngành học này và để các bạn có thể giúp giúp các bạn có thể tìm hiểu thêm được về luật di trú hiện nay về hai ngành học và đồng thời cũng sẽ là những cái chia sẻ thêm về kinh nghiệm những câu chuyện uh, về về uh, của những cái bạn mà đã tìm cách để có thể là đi từ những cái ngành học này mà có thể xin được định cư tại Úc. À, thì hôm nay thì mình sẽ có hai vị khách mời rất là đặc biệt. À, đầu tiên đấy là chị Anna Nguyễn. Chị Anna Nguyễn là luật sư thuộc tòa thượng thẩm New South Wales và à, chị đã có 15 kinh 15 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực luật di trú của Úc. Chính vì thế là chị là một người rất giàu kinh nghiệm về về lĩnh vực di trú rồi nên là chị sẽ đưa ra cho các bạn những cái yêu cầu cụ thể về ví dụ như là những thông tin về skill assessment này hoặc là những thông tin về um, xem là bang nào uh, mà nếu mà bạn các bạn học theo những ngành này các bạn nên nên học ở bang nào thì sẽ có thể sẽ được ưu tiên hơn và sẽ có rất nhiều những cái um, vấn đề khác liên quan tới di trú mà các bạn nếu các bạn quan tâm đến vấn đề gì các bạn có thể đặt uh, nếu như mà thấy chị Anna trong quá trình chị Anna trao đổi mà các bạn có câu hỏi gì các bạn có thể đặt luôn cho chị Anna trong cái trong cái chat box đó và vị uh, khách mời thứ hai thì mình sẽ có anh Huy Lý, uh, một gương mặt có thể là tương đối là là quen thuộc đối với các bạn học sinh ở đây rồi. Um, anh Huy thì hiện giờ đang là founder, là CEO của PT Helper. Um, anh cũng đã có thường trú nhân tại úc từ năm 2017 và anh là một đại diện tiêu biểu của một du học sinh thành công của Set Education tại úc. Uh, trước đây anh Huy cũng đã từng làm làm là hồ sơ qua úc với các bạn ạ. Um, chắc là em sẽ nhờ hai vị khách mời sẽ giới thiệu qua về bản thân trước khi mình bắt đầu cái buổi này trước đi ạ để mọi người cùng làm quen với nhau um, chị anna ơi chị, chị có thể giới thiệu qua được um, được không ạ xem là chị đang um, cái, cái, cái công việc của chị bây giờ như thế nào và chị đang base ở đâu thì để cho các bạn cũng có thể có thêm thông tin ạ Xin chào cả nhà, chị chị Anna Xuân Anh Nguyễn ha. Anna Nguyễn Luật sư thì tên cũng hơi nhiều cho nên là các bạn nhớ chữ Xuân Anh chính giữa vào để không nhầm với các luật sư khác. Thì chị Anna cũng đã từng như các bạn, có nghĩa là cũng bắt đầu con đường đến Úc và cũng cũng là một du học sinh nhưng mà cách đây đã nhiều năm rồi. Uh, tuổi của chị Anna có khi là gấp đôi số tuổi các bạn cho nên là uh, chị cũng có một cái thời gian trải nghiệm uh, nằm gai nếm mật và cũng uh, tìm uh, coi như là tất cả những cái cơ hội tốt nhất cho mình thì uh, hôm nay là rất là hân hạnh là được uh, uh, đến đây để mà chia sẻ những cái uh, hiểu biết chuyên môn của chị về cái lĩnh vực là luật di trú và các cơ hội định cư cho các uh, những cái ngành mà liên quan tới giảng dạy mà các bạn đang theo đuổi uh, nghề giáo viên cũng rất là áp lực nhưng mà cũng là một cái rewarding career thì đối với các bạn đang theo cái ngành này thì chị đầu tiên là chị xin chúc mừng các bạn nhưng mà trước uh, sau đó thì mình cũng nên tìm hiểu xem coi là như thế thì sau khi mình đã đánh đổi cái thời gian công sức cũng như là tiền bạc để mình theo đuổi, đuổi cái nghề thì liệu rằng là mình có thể xin định cư được ở lại hay không và những cơ hội phía trước nào cho mình thì hy vọng tí nữa thì chị sẽ có thời gian để mình chia sẻ tất cả những cái kiến thức đó cho các bạn dạ vâng em cảm ơn chị um, uh, chị chị An ơi chị là đang base ở đâu đấy ạ À chị quên, chị thì hiện giờ là đang bay ở Sydney, nhưng mà bay ở đâu thì cũng thật là vô nghĩa vì ở đâu cũng lockdown cả. Dạ vâng, đúng rồi. <laughs> là base everywhere, khi nào các bạn cần là chỉ có mặt một phút 30 giây thôi. Nhớ bấm nút cái là hiện hình giống như là ông Bục ngày xưa vậy đó. À, nói thế thôi, nhưng mà chị thì có cái qualification là luật sư và luật sư thì tất cả các luật luôn chứ cũng không riêng về luật di trú và luật sư thì chị là có license của High Court tức là tòa uh, ngoài tòa Thượng thẩm New South Wales thì High Court of Australia là chị cũng có cái license để hành nghề cho nên là uh, luật sư quy về cái luật luật di trú đó thì chị có over 15 years experience còn um, ở đây thì nói về cái vấn đề mà tính pháp lý đó thì khi mà chị uh, tư vấn các bạn thì chị có đầy đủ qualification để mà chia sẻ với các bạn Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thực ra là các bạn học sinh của set ở đây thì chắc các bạn cũng khá là quen với lại chị chị Anna rồi. Lý do là vì uh, bạn nào mà muốn đặt uh, lịch, lịch lịch tư vấn về di trú và là học sinh của set thì chắc chắn là đã gặp chị Anna rồi đúng không ạ? Và và cái lượng học sinh chị gặp chắc cũng là tương đối là nhiều rồi. Thế nên là chị chị cũng biết là trong trong số các bạn học sinh tham gia buổi hôm nay thì sẽ có rất nhiều bạn là đã từng đã từng tham gia những cái buổi mà trò chuyện một một với chị Anna để được tư vấn riêng về luật du, luật du học. À, tuy nhiên thì có những cái thông tin gì đó mà các bạn cần biết thêm thì các bạn cứ đặt câu hỏi thoải mái trong buổi ngày hôm nay à, và lát nữa thì mình sẽ có nhiều những cái phần Q&A những cái phần Q&A section riêng để các bạn có thể thao hồ đặt câu hỏi thêm với chị Anna nữa nhé. À, còn nếu mà bạn nào mà muốn đặt tiếp lịch một một với chị Anna thì tiếp tục nhắn tin cho các tư vấn của set để các chị trong set sẽ hỗ trợ các bạn để đặt lịch uh, tư vấn một một với chị Anna. À, vâng, thế thì bây giờ em xin hỏi vị khách mời thứ hai ạ, anh uh, Huy Lý ạ. Okay, xin chào <laughs> vâng. mọi người, xin chào chị Anna và uh, xin chào Hải. À, đầu tiên thì anh xin gửi lời cảm ơn tới Hải cũng như là toàn thể của uh, các thành viên của Xét đã tạo điều kiện cho anh được đại diện cho BT Huber để uh, có mặt trong cái buổi livestream chia sẻ uh, uh, ngành nghề ngày hôm nay, đặc biệt là ngành uh, early childhood để đem đến cho các bạn những cái kiến thức cũng như là những thông tin hữu ích về cái bài thi tiếng Anh PT một trong những cái người bạn đồng hành cùng mọi người trong cái chặng đường à, chinh phục à, đỉnh núi Olympia tại Úc, tức là cái chặng chặng đường thường trú nhân à, tại tại Úc. Thì à, giống như hãy có vừa chia sẻ thì à, anh cũng là anh anh xin được xin là anh tại vì đa số đây thì các bạn cũng nhỏ tuổi hơn anh. Mà tuổi anh thì anh không dám tiết lộ giống như chị anh nào nãy chị nói là gấp đôi tuổi, em nghe em cũng ớn ớn. <laughs> 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 ok, thì uh, uh, như chị Hải chia sẻ thì anh cũng đã từng là một trong những du, uh, uh, là du học sinh của SET và làm hồ sơ qua SET vào những năm 2014. Thì uh, sau khi mà uh, có 4 năm làm việc kinh nghiệm tại ngân hàng ANZ ở Việt Nam, thì anh đã uh, tìm đến SET và... À, đăng ký học khóa thạc sĩ tại Brisbane à, Ngành nghề là thạc sĩ tài chính à, à, ứng dụng Và sau đó thì à, rất là may Và cũng như là à, với những cái kế hoạch mà mình định sẵn Thì chỉ sau 3 năm thôi Thì anh cũng đã đạt được cái giấc mơ Úc của mình Là cái thường chủ nhân tại Úc Vào năm 2017 Thì trên cái chặng đường mà phát triển Cũng như là đi tìm cái con đường định cư trở lại à, Ở lại Úc Thì à, anh cũng à, đã thử rất nhiều lần Với bài thi tiếng Anh à, như là IELTS À, tuy nhiên là cũng không thật sự là thành công. Đến khi thì cái cơ duyên là à, biết được cái bài thi tiếng Anh BT và cũng lúc đó cũng là khá là mới mẻ, thì đã thành công và à, lúc đó thì mình có suy nghĩ là muốn à, truyền tải những kiến thức về BT à, của trên cái vị trí là của những người đi đầu đến với các bạn sinh viên Việt Nam và và lúc đó đã à, đem đến cơ hội là hình thành ra cái trung tâm à, luyện thi tiếng Anh à, BT Harbor như hiện nay và đã phát triển được gần 5 năm rồi. Thì hiện nay Hauber thì đã giúp đỡ cho rất là nhiều sinh viên Việt Nam tại Úc ở trải khắp các bang của nước Úc luôn. Cũng như là các bạn sinh viên Việt Nam tại Việt Nam có nhu cầu du học học tiếng Anh để du học và định cư. Thì uh, hy vọng rằng trong cái buổi ngày hôm nay thì ngoài cái việc mà các bạn cập nhật thêm những kiến thức về định cư di trú từ chị Anna và đặc biệt là ngành nghề Early Childhood thì uh, các em có thêm một kiến thức về BT sẽ đến từ Anh và anh sẽ chia sẻ hết tất cả những cái thay đổi gần đây của PT cũng như là những cái thế mạnh của PT so với bài thi IELTS nó như thế nào để mà chúng ta có thể xác định rõ ràng rằng là để cho để mà chúng ta có thể chinh phục được cái giấc mơ định cư của chúng ta thì tại sao chúng ta phải cần PT Ok, thì chắc là bây giờ mình sẽ bắt đầu về phần chia sẻ liên quan tới nhiều hơn tới cái phần skill assessment và phần luật, luật di trú. Chị chắc chắn là đây là cái phần mà rất nhiều, rất nhiều bạn ở trong này các bạn quan tâm. Um, thì hôm nay là mình sẽ go through những cái uh, ngành nghề liên quan tới giảng dạy và những cái cơ hội định cư về di trú cho các bạn. Thì uh, chị sẽ cover những cái topic như thế này. Thì đầu tiên là chị sẽ giới thiệu những cái ngành nghề, có những, những cái nghề... Uh, cụ thể những cái occupation nào hay là cái chuyên môn nào mà nó phù hợp cho cái vấn đề migration giả sử như mà các bạn chọn là ở không đúng cái chuyên môn mà không phù hợp cho uh, định cư sau này thì mình sẽ fix nó được và mình sẽ fix như thế nào thì chị cũng sẽ go through ha và sau đó là mình sẽ go through cái cái các cái điều kiện để mà mình làm một cái thẩm định văn bằng thành công cho cái lĩnh vực chuyên môn mà các bạn lựa chọn sau đó đó là mình sẽ go through các visa option available cho cái teaching career. Thì mỗi một cái chuyên môn như vậy đó thì sẽ có những cái loại visa khác nhau phù hợp cho các bạn tùy thuộc vào cái chuyên môn đó là nó nằm trong cái list như thế nào. Um, và sau đó là chị sẽ go through cái uh, uh, visa 190 491. Đó là những cái visa mà có được sự nomination, có được sự coi như là um, chỉ định của À, được, được mời, được tiểu bang họ mời để cho mình có thêm điểm và có cái lợi thế cạnh tranh trong cái vấn đề mà xin định cư lâu dài. Và sau đó thì chị cũng sẽ rất là quickly, briefly cover một trong những cái chuyên môn nó không thuộc vào cái chương trình về education and teaching, nhưng mà nó cũng có một tí liên quan thì đó là những cái bạn mà đang làm việc hoặc là sẽ làm việc như là những cái người chưa hoặc là university lecturer thì nó sẽ có một cái stream khác hơi đặc biệt cho các bạn nhưng mà những cái đó thì chị nghĩ là nó uh, case by case thôi thì nếu mà có điều kiện thì mình sẽ go through còn không thì mình cũng sẽ just touch on thôi rồi uh, ok thì một uh, trên đây là chị có list những cái chuyên môn mà các bạn có thể chọn trong cái quá trình mà các bạn học uh, các cái Bachelor of Education hoặc là Master of Teaching hay là như thế nào thì các bạn có thể qualify ra là một người Early Childhood Teacher 24111 là cái mã code tức là cái mã ngành của cái Early Childhood Teacher với mỗi một cái occupation, một cái chuyên môn khác nhau á, thì nó sẽ có những cái công việc, những cái gọi là những cái task khác nhau uh, cho cái chuyên môn đó và thường thì cơ quan thẩm định văn bằng sẽ nhìn vào cái bằng cấp của các bạn xem các môn học của bạn xem kinh nghiệm làm việc của các bạn để mà quyết định là các bạn có phù hợp cho cái chuyên môn đó hay không thì ở đây là chỉ có một hai ba bốn năm sáu những cái mà nó không màu đỏ đó tất cả những chuyên môn này là nó nằm trong medium and long term list có nghĩa là nằm trong cái danh sách mà những ngành nghề có thể định cư lâu dài, nó thì có early childhood teacher nè ha, rồi ở đây là mình có secondary school teacher, mình có special education teacher, special needs teacher, teacher of the sight Impair and teacher of the hearing Impair thì hai cái đầu là chắc có lẽ là rất là quen thuộc với các bạn rồi, nghĩa là giáo viên mầm non và giáo viên trung học. Ngoài ra thì special education teacher, special needs teacher với lại là... tôi là bốn cái sau á thì là những cái chuyên môn giảng dạy mà dành cho những cái trẻ có những yêu cầu đặc biệt ví dụ như trẻ khiếm thị khiếm thính và những cái trẻ mà có cái vấn đề về sức khỏe mà cần phải có một cái chương trình giảng dạy hay là một cái chuyên môn giảng dạy đặc biệt dành cho thường phù hợp cho các bạn đó thì hiện tại giờ á, các trường đang thiếu hụt à, giáo viên mà có những cái kỹ năng giảng dạy cho những cái trẻ đặc biệt này cho nên là đây là một cái gọi là một cái lĩnh vực mà gọi là còn đồng không mong quạnh có nghĩa là không phải dễ để theo và không phải ai cũng có đủ cái passion cái gọi là cái 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 passion cái sự yêu thích hay là một cái sự quan tâm đặc biệt cho nên là chính vì thế rất là ít người chọn mà nếu như mà đã ít người chọn á, mà mình chọn thì nó là sẽ là một cái lợi thế đặc biệt một cái gọi là một cái special advantage của mình cho nên chị cũng lưu ý các bạn nếu như mà giả sử mà chương trình các bạn học á mà các bạn thấy là nó không có nằm trong những cái những cái một trong sáu cái career này mà, nếu mà các bạn không phải là, là early childhood teacher hoặc secondary school teacher đó thì cũng nên cân nhắc là mình có nên specialize thêm một cái chuyên môn nữa, có nghĩa là on top of cái chuyên môn mình đang chọn có có thể nào mà mình specialize thêm một cái chuyên môn nữa để mình tăng cái um, cái 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 gọi là cái 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 chance của mình cho cái vấn đề định cư lâu dài hay không nhé. Rồi, một cái bad new là primary school teacher, vocational teacher Music teacher, dance teacher cũng là một lĩnh vực giảng dạy. Tuy nhiên, những cái lĩnh vực giảng dạy này nó không có nằm trong cái uh, chương trình định cư lâu dài cho các bạn. Có nghĩa là các bạn cũng có thể xin những cái visa uh, TA 485 ở lại 2 năm để mà các bạn làm việc. Các bạn cũng có thể xin những cái short term short term working visa ví dụ là 482 short term nhưng mà các bạn lại không có cái con đường để mà các bạn định cư lâu dài cho nên là các bạn nên chọn một là early childhood teacher hai là secondary school teacher chứ các bạn đừng có nên chọn là primary school teacher không còn không thì cũng có những cái chương trình mà birth to 12 là các bạn sẽ vừa là early childhood teacher mà cũng vừa là primary school teacher luôn thì như vậy khi mà các bạn tốt nghiệp ra các bạn có thể nominate cái lĩnh vực của mình là early childhood teacher tuy nhiên sau này khi mà các bạn đi làm thì các bạn vẫn có thể là giải các trường tiểu học cũng được cho nên là mình sẽ chọn cái ngành nào mà nó không có giới hạn cái uh, opportunity của mình. Rồi ở đây thì special education teacher và special needs teacher hai cái mã ngành này nó khác nhau và công việc nó khác nhau mặc dù tên gọi thì na ná, ná nhau nhưng mà cái special education với lại special needs teacher là nó khác. Special education nó thì thường là cho những cái trẻ có cái có cái năng lực giúp Children ví dụ như là uh, ở Việt Nam thì thường có trường chuyên dành cho những em uh, có năng lực học tập nó đặc biệt khác lạ hơn là người thường á. Thì special đó là special education teacher nhé. Còn special needs teacher đó là dành cho những em có vấn đề về uh, coi như là cái cái mental development ví dụ có những bạn là hơi bị chậm hay là có vấn đề về bệnh tự kỷ ví dụ như vậy thì đó là cái uh, công việc mà một người special need teacher Um, họ, họ làm một công việc rất là khó khăn gian khổ cho nên là nếu mà được á, thì chị nghĩ là nên chọn special education teacher đó rồi teacher of the same pair là uh, giáo viên cho người khiếm thính còn uh, kiếm thị còn thiết job the hearing impaired thì giáo viên dành cho những người kiếm uh, kiếm thính thì mấy bạn thấy là trên tivi bây giờ vào mỗi lúc 11 giờ mà uh, các uh, coi như là các bộ trưởng của các bang mà update tình hình covid thì có người đứng kế bên mà cái tai múa 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 đó thì đó là những cái người đó là phải dạy những cái ngôn ngữ về uh, cho những người kiếm thị kiếm thính đó. rồi Ok, bây giờ chị nói sơ, chị đã cover những cái chuyên môn mà các bạn là nên chú trọng thì bây giờ trước khi chị bước qua cái một cái gọi là cái 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 area thứ hai để chị cover là cái thẩm định những yêu cầu cần thiết cho thẩm định văn bằng thì có bạn nào có câu hỏi nào không? À, chị ơi có một bạn Natalie bạn hỏi là danh sách này là cho cả nước hay là cho một bang, tức là những cái ngành mà chị vừa mới show mà nó nằm trong uh, medium and long term ấy Thì bạn hỏi là cái đấy là dành áp dụng cho cho cả úc hay là cho một bang thôi những cái ngành nghề mà chị vừa list đó nó là, là cho cả nước tuy nhiên mà để cái visa một 90 và 491 đó thì mỗi tiểu bang nó lại có những cái yêu cầu khác nhau. Mỗi tiểu bang thì nó lại sẽ có những cái ưu tiên về ngành nghề. Không phải bang nào cũng giống nhau, không phải bang nào cũng cần tiết trợ. Có những bang đang thích thiếu hụt tiết rất là trầm trọng và chị sẽ cover trong cái phần sau. Nhưng mà cái uh, những cái occupation mà chị nói đó là các bạn chọn những cái occupation nào nằm trong cái long term list cho chị. Đừng có chọn, miễn là đừng có chọn short term list. Còn những việc còn lại thì mình sẽ solve it step by step. Dạ vâng, dạ em cảm ơn chị ạ. Ừ. Vâng, mình có thể chắc là mình thì go cô hết được đến phần tiếp theo rồi ạ. Thì rồi, mình có... có một câu hỏi đấy thôi dạ. Rồi, thì như các bạn đã biết đó, khi mà các bạn tốt nghiệp rồi, các bạn có cái visa TA485 các bạn đi làm rồi thì không phải là tự nhiên các bạn học xong có cái bằng, rồi có tiếng Anh nữa là các bạn có thể xin định cư được đâu. Các bạn còn phải có nếu mà các bạn muốn đi theo cái general skill migration program thì bắt buộc các bạn phải có cái positive skill assessment từ cái cơ quan thẩm định văn bằng thì mỗi một cái ngành nghề như vậy á là nó sẽ có một cái cơ quan thẩm định văn bằng riêng biệt chuyên để cho họ sẽ go through cái qualification của các bạn. Có khi là go through luôn cả cái khả năng tiếng Anh cùng với cái uh, kinh nghiệm làm việc của các bạn để mà họ xem coi coi là các bạn nominate, các bạn đề cử cho mình cái chuyên môn này thì liệu rằng là với cái uh, uh, background, education background của các bạn như vậy thì các bạn có đủ năng lực để mà hành nghề trong cái lĩnh vực đó hay không thì hàng trăm, hàng nghìn các ngành nghề khác nhau, bộ di trú họ cũng không thể nào biết được là chuyên môn mỗi ngành là cần phải làm công việc gì hay là phải học cái gì, cho nên là họ sẽ chỉ định những cái cơ quan thẩm định văn bằng riêng biệt cho mỗi từng ngành để mà họ chỉ cần thấy được cái tờ giấy positive skill assessment là họ có thể coi như là bắt đầu go ahead với những cái công việc xét duyệt tiếp theo đó thì cái những cái vực lĩnh vực giảng, giảng dạy đó trừ university lecturer và trừ cái um, uh, dance teacher hay là music teacher thì cái cơ quan thẩm định văn bằng của mình sẽ là uh, AITSL là Australian Australian Institute of Teaching and School Leadership. À, thì cái cơ quan này á họ sẽ uh, có những cái người có chuyên môn để mà họ go through những cái điều kiện của mình để mà họ quyết định xem là cái qualification của mình cộng với những cái yêu cầu khác nó có đáp ứng được để mà họ cấp cái positive skill assessment hay không thì uh, họ có hai cái yêu cầu chính yêu cầu đầu tiên á, là criteria one á, là yêu cầu về qualification và work placement requirement thì đây là yêu cầu về bằng cấp và cái um, coi như là cái kinh nghiệm làm việc của các bạn qua cái chương trình work placement có nghĩa là cái uh, cái việc mà các bạn đi uh, thỉnh giảng uh, đi thỉnh giảng sau khi mà các bạn kết thúc cái khóa học của của các bạn và cái cái criteria thứ hai là cái yêu cầu về cái tiếng Anh. Tuy nhiên là cái yêu cầu về tiếng Anh nó cũng khá là nhặt nghèo với uh, AITSL Tuy nhiên là cũng là một điều cũng may mắn cho các bạn là nó cũng có những cái cách để mà mình không cần phải thi tiếng Anh mà mình vẫn đáp ứng được. Thì chị sẽ đi cụ thể từng cái criteria để cho các bạn nắm. Rồi. Đối với cái criteria đầu tiên thì qualification requirement thì bắt buộc các bạn là phải hoàn thành tối thiểu là 4 năm học full time còn nếu mà part time thì phải gấp đôi nhưng mà tuy nhiên là sinh viên du học thì không ai học part time cả thì các bạn phải hoàn tất tối thiểu 4 năm full time của chương trình học mà phải ở bằng cấp đại học university level và các bạn có thể cầm bay một cho đến hai chương trình học khác nhau nhé nhưng mà những coi như bốn năm học này các bạn là phải bắt buộc là phải bao gồm trong đó là một năm full time a relevant initial teacher education qualification ITEC là một bắt buộc là phải có một năm full time học và với cái level là bachelor degree bachelor degree cái này là, là cái cấp bậc đại học đó và cái một năm full time này phải đi vào cái chuyên môn mà các bạn chọn để mà các bạn sau này các bạn hành nghề rồi ngoài cái 4 năm trong cái 4 năm này thì ngoài cái một năm full time là bachelor degree các bạn còn bắt buộc phải có ít nhất là 45 ngày supervised teaching practice có nghĩa là phải bắt buộc phải có 45 ngày mà các bạn đi thính giảng và cái sự cái thính giảng này là nó sẽ phải được supervise có nghĩa là phải được giám sát bởi một người đã có fully license full, fully license teacher để mà dạy và chị sẽ Explain cho các bạn nó rõ ràng hơn bây giờ chị sẽ cho một cái ví dụ ha có nghĩa là không phải là chương trình nào mà các bạn học ban trường lập education nào cũng là toàn bộ là 4 năm Có những bạn học uh, package là đi lên từ certificate lên rồi học diploma hoặc là certificate rồi học lên advanced diploma cho nên uh, ở đây uh, là nó có một cái gọi là uh, một cái trap một cái bẫy mà một số bạn không may cũng đã rơi vào và mình biết cái bẫy này để mà mình không rơi vào thì chị sẽ giải thích bằng cái sample cho mấy bạn rõ hơn á đây thì chị sẽ nói rõ hơn là bốn năm này như thế nào nhé bốn năm này á thì trong đó có một năm là bắt buộc là phải học ở cấp đại học phải là bachelor degree và một năm này á, là nó phải đi chuyên sâu vào lĩnh vực giảng dạy ví dụ như em nào học mà ECE thì là một năm này phải bắt buộc là giảng dạy về những cái behavior về những cái curriculum dành cho trẻ mầm non. Còn nếu bạn nào học secondary school teacher thì cái một năm này phải đi vào curriculum của những cái học sinh trung học. Đó là nó khác nhau, nó nó distinction và nó khác nhau cho từng cái chuyên môn mà các bạn lựa chọn. Rồi cái ba năm còn lại đó thì các bạn có thể học kẹp theo với một cái chương trình khác hoặc là coi như là học package với những cái chương trình khác. Tuy nhiên để được tính vào trong cái 4 năm này thì những cái chương trình các bạn cộng vô hoặc là kẹp vô đó nó phải tối thiểu là ở advanced diploma trở lên và phải tối thiểu là một năm chứ không thể nào dưới một năm hoặc là cái advanced diploma, hoặc là dưới cái cái level là advanced diploma thì bây giờ ở đây chỉ có vài cái ví dụ đây đây thì uh, các bạn thích thì các bạn có thể tương tác bằng cách là đưa cái ngón tay lên để mình coi coi là trong những cái ví dụ này thì ví dụ nào là ngon ha là thỏa mãn cái điều kiện 4 năm higher education study ha. Ví dụ như bây giờ ví dụ đầu tiên nè 4 năm của bachelor of education hoặc là teaching nè là ngon lành ha đấy bốn năm stray luôn từ đầu tới cuối học Bachelor of Education hoặc là Bachelor of Teaching hay gì đó cái title thì có thể là nó khác nhau uh, giữa các trường đại học hay là cao đẳng thì nó có thể khác nhau nhưng mà nó là Bachelor of Education, Bachelor of Teaching, register là 4 năm full time. Rồi. Cái ví dụ thứ hai là Certificate 3 hoặc là 4 nửa năm thôi rồi cộng với Advanced Diploma là 2 năm rồi cộng 2 năm Bachelor cũng ok mặc dù là nếu mà cộng ở đây bạn sẽ thấy là nó ra tới hai năm rưỡi chứ không phải bốn năm rưỡi chứ không 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 có còn là bốn năm cái 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 ví dụ thứ hai này vẫn ok là tại vì Advanced diploma 2 năm vẫn được tính và hai năm bachelor vẫn được tính sở thích về three á nhiều bạn chọn là tại vì khi mà các bạn có sở three rồi các bạn xin đi làm nó rất là dễ à, đặc biệt là đối với bạn những các những bạn mà học ece đó thì có sở three rồi Ít, ít nhất là cũng phải có surgery rồi thì mới có thể là nhận được nhận vào các nhà trẻ để làm chính vì thế là có nhiều bạn chọn package là như thế để mà thuận lợi cái vấn đề mà thứ nhất vừa có thêm thu nhập thứ hai nữa là vừa có thêm kinh nghiệm làm việc Tuy nhiên là các bạn cũng phải rất là careful cho những chương trình package mà chị sẽ explain tiếp theo những ví dụ sau và ví dụ như các bạn nào học chương trình advanced diploma 2 năm cộng với 2 năm bachelor thì cũng được đây chỉ là gọi là lý thuyết thôi nha còn thực tế thì chị cũng chưa thấy cái chương trình nào mà nó dạy advanced diploma hai năm rồi với cộng với hai năm bachelor hết hoặc là cái ví dụ cuối cùng là cái ví dụ bây giờ bạn học bạn lỡ học một cái bằng gì đó hoàn toàn không có một cái hướng ra cho vấn đề định cư ví dụ như là ở đây rất là nhiều bạn học bachelor of business hoặc là bachelor of business administration bachelor of finance hay là bachelor of multimedia design ví dụ vậy nó không có pathway cho các bạn xin định cư thì như vậy là để get around và để chọn cho mình một cái occupation mới hoàn toàn uh, nằm trong list để mà xin định cư. Thì cũng có rất là nhiều bạn chọn con đường là bây giờ tôi sẽ kẹp cái bằng đại học của tôi với một cái bằng Master of Teaching 2 năm. đó Thì bạn vẫn có thể qualify ra được làm Secondary School Teacher và các bạn sẽ có thể dạy uh, học sinh trung học cái uh, uh, môn học mà nó relevant với mà cái background của bạn ví dụ bạn là học business thì có thể dạy học sinh trung học là business study hay là accountant hay là như thế nào đó. Đó thì cũng đó cũng là một cách mà đa số các bạn gọi là chuột chạy cùng xào thì thôi cái xào hai uh, 2, 2 năm master of teaching cũng là một cái xào tương đối tốt để cho mình uh, chọn. Đó. Rồi, cái ví dụ mà chị highlight ở màu vàng vàng đó thì đây là cái dead end cho một số bạn mà không có rành về cái uh, cái cái skill assessment ví dụ như bây giờ một cái ECE package program ví dụ như học sở 3 một năm rồi cộng diploma một năm rồi cộng bachelor degree hai năm thì không thể nào pass cái skill assessment. Lý do là vì s3 và diploma nó bị below advanced diploma level. Cho nên cái một năm s3 và một năm diploma này không thể được cộng vào trong cái 4 năm total requirement của hai cái education study. Hai cái education study này là phải từ advanced diploma trở lên thì đối chiếu với cái curriculum của Bộ Giáo dục đó, nó phải tương đương với Australia Australian Qualification Framework level 6 đó là level 6 là bàn xếp lâm mà nhưng mà uh, văn phòng vẫn có thể fix coi như là uh, từ chị vẫn có thể có cái cách fix cái cái vấn đề này cho nên nếu mà bạn nào đang lỡ intro và cần tư vấn kỹ hơn và cần fix thì uh, có thể là làm cái hẹn rồi sau đó là chị sẽ uh, tìm cách để fix cho các bạn ha rồi À, bây giờ chị muốn uh, ngưng ở đây một tí xíu để xem có bạn nào có câu hỏi gì hay không trước khi chị qua cái phần tiếp theo cái criteria thứ hai là cái uh, um, cái phần mà uh, thời gian... Dạ. Ừ. Và chị ơi có bạn Jane bạn hỏi là à, vậy bachelor of education early childhood and primary degree là có thể go through luôn được đúng không ạ? Thì cái này là chắc là cũng phải tùy vào cái duration của khóa học nữa đúng không chị? Tại vì những cái khóa này thì có những cái khóa là chỉ học 3 năm thôi hoặc những cái khóa mà nếu mà nếu mà khóa là 3 là 3 năm thì thì chắc là điều kiện là vẫn chưa đủ đúng không ạ? Vẫn là chưa đủ thế thì em phải học thêm một cái graduate certificate. Hoặc là cái graduate diploma. Và cái graduate diploma đó thì theo chị là mình nên specialize về một cái, thêm một cái occupation nữa. Là ví dụ như mình specialize về cái special need education dạy cho những cái trẻ có vấn đề về uh, phát triển đó, chậm phát triển. Yeah. Thì mình sẽ có thêm một cái occupation nữa Nó cũng tăng cho mình có một lợi thế Và tạo cho mình một cái hồ sơ di trú thứ hai luôn Thì rủi mà mình không được cái này Mình cũng còn một cái backup solution nữa Thì nếu yeah. mà bạn nào mà lỡ học 3 năm Thì chắc không phải là lỡ nữa Mà chị nghĩ là bạn nào học 3 năm Thì chả sao cả Mình có thể tiếp tục để mà mình học thêm Một cái one year graduate certificate Hoặc là graduate diploma Miễn là nó phải register là one year Dạ vâng à, Nhưng mà nếu như học sinh mà đã học rồi tức là đã có kinh nghiệm học rồi nhưng mà học ở Việt Nam thì có được combine cái qualification đấy để mà tính thành 4 năm không chị. Nó phải tương đương, tính là phải tương đương với um, cái 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 chương trình Bachelor degree của Úc. Thành thử ra nếu mà các bạn học những cái trường đại học lớn cái dụ như đại học sư phạm đi thì chị nghĩ là không thành, thành không thành vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà các bạn học ở trường nào đó, ở tỉnh hay là như thế nào đó mà nó không có nằm trong cái NUSA list NUSA list thì ở đây chị nói thì chắc là các bạn không có familiar đâu Nhưng mà đó là cái list mà bộ, uh, coi như là bộ giáo dục Úc và bộ trú Úc họ công nhận là những cái trường nằm trong cái level 1 list đó, Thì nó sẽ tương đương với cái cấp bậc học của Úc Đó cho nên là nó cũng case by case, chị, chị cũng không thể tư vấn chính xác trước khi chị biết là cái bằng đó là bằng như thế nào Dạ vâng, đúng rồi à, thế nên là bạn uh, Lucy bạn có cái thắc mắc Tức là bạn bạn mà đang có cái câu hỏi về cái phần bằng của bạn uh, Teaching ở Việt Nam ấy có được combine không Thì chắc là chị nhớ Lucy là liên hệ với lại các chị tư vấn của Du Học Xét Để mà các chị sẽ check lại xem là trường của em học Có nằm ở trong, nó nằm ở trong sector nào và có thể combine được hay không Sau đó thì mình sẽ có thể trả lời được cái câu hỏi của bạn rõ ràng hơn um, có, có một bạn hỏi nữa là nếu như bây giờ bạn đi học double degree là ví dụ như là Media, Art hoặc là cùng với lại Secondary Education thì có được tính không ạ? Được được, miễn là cái total duration của nó phải là 4 năm, cái double degree thì chị nghĩ là chắc chắn là nó là 4 năm rồi. Cho nên dạ. là nếu mà cái total duration của bạn combine cả hai cái cả chương trình học từ đầu tới cuối luôn là 4 năm thì vẫn được nhé. Tuy nhiên dạ là vâng. nó còn những cái requirement khác nữa. Ở đây mình chỉ mới có đang nói về cái 4 năm thôi. 4 năm hai cái education study thôi. Dạ vâng. Um, uh, có một bạn nữa bạn uh, bạn ấy cũng hỏi là chị ơi vậy cái scenario scenario thứ hai thì đã có ai thành công chưa ạ? Scenario thứ hai chắc là cái certificate 3 4 sau đó học lên advanced dip và lên 2 năm bachelor. Thành công ở đây là bây giờ mình phải đưa cái hồ sơ của mình đưa vào trong cái cơ quan thẩm định văn bằng để mà họ xem và họ cũng căn cứ vào cái uh, regulation của họ tức là họ căn cứ vào cái luật cái lệ của họ và từ đó và họ đưa ra cái, cái 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 result cho mình thôi và mình cũng có làm rồi và được nếu mà nếu mà nó go through cái chương trình như vậy và mình chứng minh được là mình có 4 năm 2 education study thì không việc gì mà nó 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 không chấp nhận hồ sơ của mình hết. Ở đây là những cái requirement nó đưa ra rất, rất là rõ ràng Giấy trắng mực đen nó không có tricky mà nó cũng không có go around hay này nọ Cho nên là mình cũng không phải sợ cái 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 cái, uh, cái outcome của mình Tuy nhiên là có trường hợp không thành công là những cái trường hợp như là trong cái cái dòng chữ màu vàng vàng mà chị nói đó có nghĩa là ở đây là mình không chứng minh mình được là mình có 4 năm 2 gà education study thì mình bị ở đó là có còn những cái mà trong những cái coi như example mà chị nói ở bên trên thì chị không thấy có bất cứ một cái risk nào mà không thành công cả Dạ vâng, rồi, em cảm ơn chị à, Thực ra là chị cũng bổ sung một chút về cái câu trả lời của chị Anna trong cái phần này bởi vì là uh, về phần trường ấy, thì nó có một vài có những trường thì cái bằng diploma về teaching về early childhood hay về early childhood ấy, thì nó có thể nằm ở cái bậc higher education nhưng có những cái trường thì cái bằng này nó lại nằm ở bậc vocational thế thì khi mà nó nằm ở bậc higher education ấy, thì có thể có thể sẽ được include vào còn nếu như mà nó đã nằm ở bậc vocational rồi thì chắc chắn là sẽ không được thế nên là cái này cũng sẽ phải tùy vào từng 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 nói chung là sẽ phải case by case nữa Um, thế nên là nếu như mà em có muốn được tư vấn trực tiếp hơn về cái phần về cái case của em thì chắc là em cứ liên hệ lại với với um, em có thể để lại thông tin để mà xét sẽ liên hệ lại với em để đặt lịch uh, trao đổi riêng. Um, và vâng thế chắc là mình sẽ move on đến phần tiếp theo đi chị. Rồi chị sẽ move on phần tiếp theo ha. Dạ, ở đây vẫn còn là cái criteria one qualification requirement nhưng mà là về cái 45 ngày mình đi thính giảng có uh, uh, supervise uh, đối với bốn trong cái 45 ngày này nó rất là quan trọng trong cái vấn đề uh, gọi là uh, mình chọn cái chuyên môn của mình như thế nào thì 45 ngày này có thể là hơn nhé ở đây 45 ngày là tối thiểu thôi chỉ biết có rất là nhiều trường là họ um, offer trên 45 ngày thậm chí là 100 ngày hay 120 ngày thì cái đó là cũng tốt thôi nhưng tùy vào cái lĩnh vực của mình chọn mà mình phải bắt buộc là trong cái tối thiểu 45 ngày này mình phải đi thính giảng ở cái môi trường nó y chang như là cái chuyên môn mà mình lựa chọn ví dụ như bây giờ em chọn là primary teacher occupation thì 45 ngày này em phải đi thính giảng ở một cái trường tiểu học và dạy học sinh dạy học sinh từ năm tới 12 tuổi đó trong cái primary school setting nhá. Rồi, nếu như mà em chọn cái 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 lĩnh vực của em là là giáo viên trung học thì 45 ngày này em phải đi dạy ở một trường trung học và dạy trẻ trong cái độ tuổi là 13 tuổi tới 18 tuổi nó giống trong một cái secondary school setting nếu mà bạn học ICT, ECT thì cũng thế thôi có nghĩa là bạn cũng phải là đi thính giảng ở một nhà trẻ và coi như là các bạn cũng phải làm việc trực tiếp với những cái trẻ trong cái nhà trẻ đó specialist teacher lỡ mà chọn cái occupation thứ hai này đây mới là cái tricky có nghĩa là hầu hết là không ai chọn specialist teacher straight away hết người ta sẽ chọn kẹp vô ví dụ như là bạn vừa nominate primary teacher hoặc là secondary school teacher nhưng mà bạn lại nominate cái specialist teacher thành thử ra nếu như mà bạn nominate cái career cái occupation thứ hai là specialist teacher thì bạn cũng phải chứng minh được là bạn có 45 ngày làm việc trong một cái môi trường giảng dạy những trẻ có khiếm khuyết về uh, À, coi như các có kiếm tóc về các mặt đó rồi và bạn phải make sure á cái tip ở đây là khi mà các bạn đăng ký cái ngành học á, thì thường thường là các chị ở set cũng sẽ giúp cho mình cái việc này thôi có nghĩa là khi mà mình đăng ký khóa học mình không có không mình không có muốn go through cái hassle là mình phải đi tìm trường đi thực tập rồi phải coi như là uh, phải 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 make sure là nó đúng đúng chuẩn thì như vậy á, hầu hết các trường đại học khi mà họ offer cái course của mình á, là họ có built in cái uh, những cái ngày mà đi thực tập này thì mình sẽ chọn cái ngành cái trường nào ngành nào mà có offer cho mình tối thiểu phải là 45 ngày đi thực tập rồi um, có bạn nào có câu hỏi gì nữa hay không để mà trước khi mà chị chị, chị bước qua cái phần kế tiếp đó Cho uh, chị... Uh, chị trả lời con một chút của câu hỏi của bạn Duyên nha bạn hỏi là nếu như mà uh, tức là hiện giờ bạn đã có thể đăng ký học Master of Teaching thì có những ngành đa dạng nào ngoài cấp 2 như đã đề cập ạ? À? Thì thực ra là cái những cái ngành mà từ nãy đến giờ chị Anna mention thì là những ngành mà bây giờ đang có cơ hội định cư tại Úc. Còn nếu như em không có ý định là định cư và em chỉ có ý định là học một cái một 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 cái ngành học liên quan tới teaching thôi thì em sẽ có nhiều những cái um, lựa chọn hơn để mà em có thể học. Còn đây là đang mention nhiều đến là những cái ngành mà có thể định cư được. Ví dụ như là Uh, nếu như mà em không có ý định cư chẳng hạn thì em có thể thay vì em chỉ học ở uh, secondary early childhood thì em có thể học đến em có thể học để dạy primary hoặc là dạy tiếng Anh uh, thì nó cũng sẽ là những cái khóa riêng biệt nhưng mà những cái khóa đó thì sẽ không có hiện ở thời điểm hiện tại thì đang không có được định cư um, chị ơi em nghĩ là chị cứ go ahead uh, mình cứ ở uh, tiếp slide tiếp theo đi ạ dạ. ok em rồi cái phần tiếp theo của mình đó Oh my Sao mà nói cái slide này không có vô, vô được vậy ta? Rồi, ok. Cái um, uh, criteria thứ hai của mình là cái vấn đề về 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 cái khả năng tiếng Anh của mình ha. Thì bạn nào mà học 4 năm liên tục mà 4 năm phải là bachelor degree above chứ còn cái mà học kẹp mà advanced diploma cộng với bachelor cũng không được nha. 4 năm này phải là 4 năm liên tục từ cái cấp bậc đại học bachelor degree and above ví dụ như là cử nhân về cử nhân về giảng dạy rồi bạn học lên là master hoặc là graduate certificate gì thì cũng ok nhưng mà nếu bạn học được trên 4 năm ở cái bachelor level đó thì các bạn không cần phải cung cấp cái bằng bằng tiếng Anh cho cơ quan thẩm định văn bằng tuy nhiên nếu mà bạn nào mà không có được chọn 4 năm học ở bằng cử nhân cấp và trưởng cử nhân trở lên á thì các bạn lại phải cung cấp cho cho cơ quan thẩm định văn bằng là cái bằng IELTS mà IELTS này á thì lại phải là academic module chứ không phải là general module thì huy anh huy lý chắc là không có happy lắm với câu thẩm định bằng này đâu là bởi vì ngoài IELTS ra thì họ không có chấp nhận PTE hay là bất kỳ một cái 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 English test nào khác hết và yêu cầu của nó cũng tương đối là khó khăn rất là chua ở đây là IELTS academic các bạn phải là 7 chấm tối thiểu và trong đó là reading and writing là phải 7 chấm và đối với speaking and listening là phải tắm chấm trở lên thế nên là cũng không phải là dễ lấy thì chị nghe giang hồ thường thường có một cái từ giang hồ mà học education thì hay có một cái từ là tôi phải kiếm được IEL 7788 lúc đầu chị nghe cũng chả hiểu IEL 7788 là gì nhưng mà bây giờ chị đã hiểu IEL 7788 nghĩa là 7 cho reading writing và 8 cho speaking and listening thì chị nghĩ cũng không phải là dễ đáp ứng cho nên thế thì tốt nhất là các bạn phải tìm làm cách nào để mình chứng minh được có 4 năm full time học ở cái cấp bậc cử nhân trở lên thì chị nghĩ là nó dễ hơn đó rồi có câu hỏi gì hay không trước khi chị move on uh hiện giờ thì em đang thấy chưa có thêm các câu hỏi nào khác. Có một bạn hỏi là làm educator thì có được không chị? À, bạn là educator của một cái trường primary school hay là bạn à, educator của một cái nhà trẻ hay là bạn là educator của 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 một cái before and after school care? Chắc là chị nói cả hai cái scenario đi ạ, tại vì là em sợ là bạn không kịp thay. Ok, educator. Có một cái nữa là before and after school care cũng có educator và uh, những cái người educator này thì chỉ chăm sóc học sinh trước và sau giờ học là không được. Nói trước luôn là không được thôi mình loại cái khó trước đi. Còn educator của nhà trẻ thì cái educator nhà trẻ requirement của bạn chỉ mới có secondary thôi. Bạn secondary trở lên bạn đã làm educator được rồi. Cho nên đó là bạn làm educator thì ở đây là nó không cái bằng của bạn ra đầu tiên là cái bằng của bạn nó phải là một bachelor of education cái đã tối thiểu. Đó. còn ngoài ra công việc của bạn làm gì như thế nào á thì nó có thể là nó cho bạn thêm điểm và cái cái việc thêm điểm như vậy thì bạn phải SQ level có nghĩa là bạn cũng phải đã hoàn thành xong cái chương trình học của bạn rồi khi các bạn là educator các bạn nominate cái career của mình cái occupation của mình là Early childhood teacher chứ bạn không có nominee là educator, educator nó nằm không nằm trong list. Chính vì thế nếu mà các bạn nominee cái um, qualification, cái cái uh, occupation của mình là early childhood teacher mà các bạn muốn cộng thêm điểm cho work experience thì lúc đó các bạn phải xin nhà trẻ xác nhận là các bạn làm việc như là một cái preschool teacher chứ không phải là educator vì educator như vậy nó sẽ không mang lại cho các bạn 5 điểm work experience. Ví dụ như vậy, ví dụ bây giờ các bạn làm việc trong nhà trẻ là được trên một năm và các bạn thấy là trong cái point test uh, general skill immigration là bắt buộc các bạn phải làm point test thì các bạn thấy point test các bạn sẽ thấy là ờ oh, test như này mình mình có một năm kinh nghiệm rồi ở Úc thì mình liệu là mình có được cộng thêm 5 điểm hay không. Nếu mà các bạn làm educator mà làm việc ở phòng birth to uh, to 3 chẳng hạn đi thì là không được là bởi vì cái skill đó nó không đòi hỏi nó không at skill level có nghĩa là lúc đó là các bạn không phải là early childhood teacher, các bạn chỉ là educator thôi thì cái khoảng thời gian các bạn làm trong cái phòng từ 0 tuổi cho tới 3 tuổi đó là các bạn không được nhé dạ, vâng. à, một câu hỏi cho uh, em hỏi thêm một câu hỏi nữa của bạn William nếu như bạn ấy học từ HSC lên tức là học từ cấp 3 lên nhỉ, High School lên thì có cần IELTS 7788 để học bachelor education uh, bachelor education không ạ cái đó là về admission requirement Mỗi trường nó sẽ khác nhau Chị không có thích cái đó Cái đó hại vậy một vậy, vậy dạ vâng. phút đi Để chị fix cái dạ vâng. problem ở nhà Dạ vâng um, Thì chắc là chị sẽ giải thích luôn Cho câu hỏi của bạn William Và bạn Thùy Linh Nguyễn uh, Đối với uh, câu hỏi của bạn William Hỏi là học từ HSC lên Học từ high school lên Thì có cần bachelor of edu uh, education không ý, Thì đa phần là các trường đang không, không yêu cầu uh, Bằng tiếng Anh Để các em có thể học lên uh, Bachelor ví dụ như của early childhood Hay là của education mà ra làm educator hoặc là làm secondary thì hiện giờ là em căn không cần. Tuy nhiên là các em sẽ cần như cái phần như phần mà chị chị Anna có mention đến đấy là em đang cần để làm cái skill assessment sau khi mà các em học xong rồi. Còn câu hỏi của Thùy Linh Nguyễn là đầu vào tiếng anh package ba bốn thì có chấp nhận pte không thì cái này là cũng tùy thuộc là cái level bạn đang học là như thế nào chỉ ví dụ như nếu như bây giờ bạn đang học uh, trung học đi chẳng hạn hoặc là bạn đã có kinh bạn đã có học uh, certificate hoặc là diploma nào đó khác ở úc rồi thì đầu vào của bạn có thể được waive điều kiện tiếng anh tức là bạn không cần phải nộp bằng cấp tiếng anh nữa nhưng nếu như mà bạn đang uh, trước, trước, từ trước tới giờ bạn không học chương trình bằng tiếng anh ấy, hoặc là không sống ở cái nước bạn không sống ở những nước là được recognize là những nước nói tiếng Anh thì uh, đầu vào của cái bằng số 3 số 4 cho các bạn sẽ cần phải có tiếng Anh uh, phải phải bổ sung bằng tiếng Anh và có đa phần các trường thì sẽ chấp nhận bằng PTE nên là cái phần này nếu như bà bạn uh, học thì bạn có thể học được phần um, học PTE uh, tuy nhiên là bạn nên đã bổ trách với lại um, trường mà bạn đang muốn vào nữa bởi vì mỗi một trường cái yêu cầu nó sẽ khác nhau um, nếu học xong high school chuyển qua học sớm 3 số 4 thì cần bao nhiêu điểm PT ạ? À? À, Khánh Vân ơi thì chị uh, trả lời lại một lần nữa là nếu như bạn đã học học high school rồi thì học qua sớm 3 số 4 không cần tiếng Anh. Nhưng mà high school ở Úc nha, còn high school ở Việt Nam thì sẽ vẫn cần nhá. Còn nếu mà high school ở Úc thì các bạn sẽ sẽ không cần phải tiếng Anh để qua học sớm mà có thể chuyển thẳng sang được. Thì hiện giờ là các bạn mà học high school học lớp 12 của du học SET các bạn cũng đã xin xong được cái offer letter để vào bằng certificate hoặc là diploma của khóa này rồi thế nên là nếu như mà bạn nào mà đang đang có ý định xin mà còn chưa có Um, còn còn chưa uh, có offer thì các bạn có thể liên hệ với set để mà có thể nộp với trường luôn và nếu như trong trường hợp là cái điểm tiếng anh của các bạn ở trường nó chưa ổn lắm hoặc là các bạn học những cái chương trình đặc biệt hơn ví dụ như các bạn học chương trình vikeal đi chẳng hạn thì uh, khi mà các bạn vào học khóa certificate này bạn các bạn có thể là sẽ phải làm một cái bài test tiếng Anh, một cái placement test tiếng Anh của trường để xem là các bạn có có phải package học thêm về khóa tiếng Anh trước khi vào cái khóa học Certificate 3 hay 4 không. Còn nếu như mà điểm tiếng Anh của các bạn ok rồi và chương trình học của các bạn là chương trình VCE hoặc là HSC thì đa phần là các bạn sẽ không cần tiếng Anh. À, vâng, chị Anna chắc là mình sẽ nói tiếp đi ạ nói tiếp nhé chị dạ, cho vâng. chị nghe một cái là ở đây có bao nhiêu bạn đã đang học rồi đã begin cái chương trình rồi hay hầu hết các bạn là học trung học thôi và đang chờ xem coi cái ngành nghề nào phù hợp uh, chắc là cái này um, cả đấy. hai sẽ là cả hai đấy chị ạ à thế rồi ok dạ, vâng. bây giờ chị recap lại quickly ha để mình go through như vậy là cho cái vấn đề thẩm định văn bằng này và again đây là cái cái việc mà các bạn chỉ lo sau khi mà các bạn kết thúc khóa học của các bạn thôi chứ không có phải là lo sớm quá đầu tiên là mình phải chọn cái trường cái ngành gì phù hợp và sau đó khi các bạn học xong rồi thì mình mới phải là lo lắng để mà mình đối phó với những cái yêu cầu của cơ quan thẩm định văn bằng thì ở đây cái yêu cầu về qualification là các bạn phải có 4 năm bachelor degree hoặc là các bạn cộng dồn như thế nào đó nhưng mà các bạn cộng dồn như vậy cái level of study nó phải là advanced diploma trở lên rồi, work placement requirement, cái kinh nghiệm làm việc hay là cái đi thực, cái việc mà cái số ngày đi thực tập của các bạn đó phải tối thiểu là 45 ngày và cái yêu cầu về tiếng Anh của các bạn phải là IELTS 7788 hoặc là 4 năm học từ bậc cử nhân trở lên. Rồi, nhé xong bây giờ mình sẽ qua cái uh, topic kế tiếp đó là cái visa option nào mà nó phù hợp cho uh, teaching career hay là ngược lại là bây giờ mình nên chọn cái teaching career gì để mà mình có những cái cơ hội visa định cư đó. thì những cái visa mà chị list uh, ở đây uh, những cái chương trình những cái visa sau đây là nó available cho những cái teaching career cái lĩnh vực giảng dạy là early childhood teacher này, ha secondary school special needs and special education teacher ở đây là không có primary nha các bạn nhớ dùm chị nghe cho nên chọn học không chọn không chọn tránh cho chị cái primary school teacher đó, chọn ECE secondary school hoặc special needs special education teacher thì một visa 189 là cái visa uh, dựa trên cái hệ thống tính điểm hoàn toàn độc lập không cần tiểu bang nào tài trợ rất là competitive 189 là visa định cư PR rất là competitive và chỉ khi chị nói competitive thì ở đây các bạn phải có cái điểm là ít nhất là cũng khoảng là trên 95 đó thì mấy bạn mới có cái hy vọng thì uh, hy vọng là các bạn cũng biết sơ sơ về point test rồi còn nếu không có thì cover các bạn dịp khác Uh, một còn visa thứ hai là visa 190 đây là cái visa mà có chính quyền tiểu bang họ nominate cho mình có nghĩa là họ uh, nhìn cái hồ sơ của các bạn và họ thích hồ sơ của các bạn và họ cho các bạn một cái lời mời một cái invitation để các bạn xin cái visa permanent đây cũng là một cái visa dựa trên cái hệ thống tính điểm point test và tiểu bang sẽ tặng cho các bạn 5 điểm thì ở đây khi mà nói về cái general skill migration nó một điểm cũng là quý rồi muốn hồi chia là mình được thêm 5 điểm thì nó sẽ có như là cho các bạn thêm một cái thuận lợi nữa. Ờ uh, visa 190 á là hiện tại bây giờ là con ai nhà nấy lo, có nghĩa là bạn học tiểu bang nào thì tiểu bang đó nó sẽ sponsor cho các bạn ở lại chứ không có cái trường hợp là bạn học tiểu bang New South Wales nhưng mà Victoria thương bạn quá cho nên Victoria mời bạn là nó không có cho nên chính vì vậy là việc các bạn chọn học ở đâu nơi nào cũng là một cái việc rất là quan trọng cũng nên đưa vào trong cái chiến lược của mình để mà mình học cái bang nào mà mình biết rằng cái bang đó nó đang cần tiếp chờ mình học xong rồi thì hy vọng là mình sẽ lấy được cái nomination của cái bang đó nhé thì cái 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 round mà tháng 7 năm 2021 là vừa rồi cái cái rau invitation gần nhất thì chỉ có South Australia và NT là có offer 190 nomination thôi nhưng mà những cái rau trước đó thì các tiểu bang khác vẫn offer mỗi một năm nó có rất là nhiều cái rau để mà stay nó các các tiểu bang họ sẽ gửi những cái invitation cho các cho cho các skill visa applicant cho nên là các bạn cũng không không phải quá lo nhé rồi visa 491 tuy không phải là một cái visa permanent nó chỉ là cái visa temporary 5 năm thôi tuy nhiên là cũng là một cái visa tốt là bởi vì các bạn thứ nhất là đây là cái visa mà các bạn bắt buộc là phải sống và làm việc hoặc là học ở cái khu vực regional là vùng sâu vùng xa đó ít nhất là 12 tháng và các bạn sẽ được nhận thêm 15 điểm của của cái tiểu bang mà nơi mà các bạn làm việc đó thì ở đây cái visa 491 nó bạn vẫn có nhiều cơ hội để xin vào PR ví dụ như là sau khi mà các bạn có 491 rồi các bạn làm tiếp tục sống và làm việc ở cái vùng đó 3 năm thì các bạn vẫn có pathway để đi vào cái permanent residency. Ở đây 491 tại sao chị nói là mặc dù nó không phải là golden ticket như là 189 190 tuy nhiên là nó dễ hơn, dễ hơn là vì ở đây các bạn được cộng tới thêm 15 điểm và những cái vùng sâu vùng xa thì thường là cái nhu cầu về lao động của họ là nhu cầu thật nhu cầu có thể thấy được và um, họ cần thu hút lao động thì như vậy cái cơ hội để các bạn xin nomination nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với 190 rồi ngoài những cái visa 189, 190, 491 đó là những cái visa trong chương trình General Skill Migration thì các bạn còn có những có hai thêm hai cơ hội nữa đây là dành cho các bạn thực sự có kinh nghiệm làm việc à, và các bạn được cái cơ sở à, một cái tổ chức giáo dục hay là cơ sở giáo dục với một cái trường học ví dụ Uh, bảo lãnh, sponsor cho các bạn ở lại Thì nếu mà các bạn có 2 năm kinh nghiệm làm việc uh, Đối với uh, ECE teacher đi Các bạn có 2 năm kinh nghiệm làm việc cho nhà trẻ Với cái vị trí là Preschool teacher hoặc là ECE teacher Thì nếu mà các bạn chứng minh được là Các bạn có 2 năm kinh nghiệm làm việc Nơi nhà trẻ mà các bạn làm có thể sponsor cho các bạn ở lại với cái con đường là 482. Đây là cái visa temporary 5 năm nhưng mà sau khi các bạn làm việc cho họ liên tục 3 năm cho cùng một cái đơn vị đó thì các bạn cũng có cái pathway để vào permanent, đó là cái 186 PR pathway. Tương tự như là 482 thì 494 là một cái chương trình exactly the same cái cái format của nó exactly là xem tuy nhiên là nó sẽ nằm ở vùng regional thôi thì cũng là một cái visa tạm thời 5 năm trong cái vùng regional được một cái regional employer sponsor cho các bạn ở lại. À, hai cái visa 482 và 494 cái thuận lợi của nó là không có cần phải protest, test các bạn không cần phải cộng điểm nhức đầu để mà coi như tăng điểm chỗ này phần chỗ này bóp chỗ kia nhưng mà cái uh, nhược điểm của nó là coi như là các bạn phải cột chặt cuộc đời của các bạn với cái đơn vị mà bảo lãnh mình trong vòng là 2 năm cộng 3 năm là thấy là các bạn mất 5 năm tươi đẹp của các bạn cho làm việc cho cùng một chỗ rồi cho nên tuy nhiên cũng không phải là tệ bởi vì các nhu cầu đặc biệt là ece teacher thì các nhà trẻ nếu như mà họ cần các bạn đó hoặc là các trường học nếu mà cái vị trí đó nó quá cần thì họ cũng rất là vui lòng sẵn lòng sponsor các bạn ở lại và đặc biệt là các cơ sở giáo dục đó, xin sponsorship rất là dễ chị chưa từng thăm across cái nhà trẻ nào hay cơ sở sở giáo dục nào mà bộ di trú bác cái hồ sơ mà xin sponsorship hết là vì thứ nhất là À, hầu hết là các hệ thống giáo dục nó nằm trong cái uh, education sector thì nó là public sector rồi cho nên là nó có một cái sự liên hệ với cái uh, state government cho nên là không không có một cái trục trặc gì về cái vấn đề miễn là các bạn nhận được cái gật đầu của cái giám đốc nhà trẻ hay là uh, hiệu trưởng của một trường học mà các bạn làm họ chỉ cần gật đầu thì hồ sơ thì thường là thông qua trót lọt không có vấn đề gì cả đó thì ở đây là những cái visa phổ biến có thể dẫn tới cái con đường định cư lâu dài cho các bạn để cho các bạn cân nhắc rồi có các bạn nào có câu hỏi gì không uh, có um, chắc là chị sẽ chị 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 Anna, cho em uh hỏi anh uh, Huy thêm một xíu đi về cái về cái 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 phần PTE cho các bạn cho ừ. cho đầu vào cho các bạn nhá um, thì anh Huy cho em hỏi một xíu là um, như câu hỏi của bạn William lúc, lúc uh, vừa rồi bạn có hỏi về về cái đầu vào của cho cái certificate uh, 3 với bốn uh, PTE cho cái khóa này cho khóa education ấy. thì như em có trả lời vừa nãy là cái này thì sẽ tùy từng trường sẽ có những trường yêu cầu và có những trường không thì có rất nhiều trường là không yêu cầu tiếng Anh nhưng có những trường thì đặc biệt là các trường trường ấy vẫn sẽ yêu cầu các bạn là có thể là vẫn sẽ phải thi PTE. Thế thì theo anh là ví dụ như bây giờ các bạn mà thi um, thi tương nó tương đương với lại um, ví dụ như những cái khóa mà tương đương với cần tương đương với lại cái điểm PTE mà nó rơi vào tầm khoảng um, ví dụ như là tầm khoảng 6 6.0 IELTS thì học tầm học mà nếu mà chuyển ra học PTE thì 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 sẽ khoảng bao lâu anh? Còn nếu như mà những cái bạn học bachelor ấy, thì có thể thì IELTS nó sẽ tương đương với 7.0 thì nếu mà chuyển sang PTE thì sẽ cần khoảng bao lâu ạ? Thí dụ như mà à, câu hỏi của Hải là nó cũng rất là vô chừng thí dụ như mà các bạn mà muốn lấy IELTS 6 chấm đi thì nó tương đương với lại PTE 50 thì à, theo anh được biết thì PTE 50 trường thì cũng chỉ cần là overall thì phải chứ không phải là cần từng kỹ năng đúng không? Dạ. Ừ. Thì à, trung bình thì anh thấy là một học viên thì sẽ mất khoảng 2 đến 3 tháng là sẽ đạt được kết quả. À, tuy nhiên nó sẽ cũng còn nhanh hay chậm nó cũng phụ thuộc vào cái đầu vào của các bạn. Cho nên là tốt nhất là các bạn à, liên hệ với anh và sau đó anh sắp xếp cho các bạn làm một cái bài test thì dựa trên những cái người là trainer lâu năm à, chỉ cần qua một cái bài test 15 phút thì bên anh có thể xác nhận luôn là thí dụ như là mỗi một ngày như vậy cần 3 tiếng, 4 tiếng học hay 2 tiếng và trong thời gian bao lâu là sẽ có đạt được cái kết quả cho mình tương đương với lại uh, uh, PT50 là IELTS 6 chấm. Vâng, chứ còn nếu mà tương đương với tương đương với lại IELTS 7 chấm thì sao ạ? Uh, thì... tương đương IELTS 7 chấm thì hiện nay thì anh thấy rằng là hầu như là nếu như mà các bạn sinh viên mà các bạn học sinh mà cấp 3 đó thì cái nền tảng thì các bạn qua đây cũng tương đối là 1 2 năm cho nên tiếng Anh của các bạn cũng khá khá ở đây là chúng ta đang nói là trình về tình trạng gọi là thí uh, dụ như anh ví dụ như trong 10 học viên thì ít lắm thì nhiều lắm thì cũng chỉ một hay hai bạn là yếu thôi thì Đúng 8 thế. bạn còn lại là hầu như là anh thấy rằng là uh, giống như là các bạn gần đây có học BT 65 là tương đương eo 7 chấm để mà đi thi đầu vào cái y tá đó thì các bạn nếu mà học tập trung một ngày mà các bạn dành 3 đến 4 tiếng để học á thì các bạn cũng chỉ mất khoảng 3 tháng là anh nghĩ là tối đa còn nếu như mà muốn nhanh hơn nữa thì bắt buộc là các bạn phải dành thời gian là một ngày là 6 tiếng, 7 tiếng hay là 8 tiếng Thì thời gian nó sẽ rút ngắn xuống Dạ vâng um, Thì William ấy nếu như mà trong trường hợp mà trường của em Trường của em học ấy mà yêu cầu phải nộp bằng tiếng Anh ấy, Thì em có thể được việc học PTE và có thể là liên hệ với lại uh, chỗ anh Huy là PT Helper để có thể làm một bài test trước nha Ừ uhm để xem là cái khả năng của mình như thế nào ấy. sau đấy thì sẽ biết được thêm là mình cần bao nhiêu thời gian để mình học um, nếu em có uh, chị chị An có một bạn học uh, có một bạn tên là Elna cao bạn ấy có hỏi là mình phải học 2 năm rồi mình phải làm 2 năm rồi mới xin được 482 hay là có thể xin được 482 sớm hơn nếu được một trường sponsor ạ và khi trường sponsor thì có phải trả tiền thêm hồ sơ không ạ um em bắt buộc phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc mà hai năm này phải là full time cho nên thật sự mà nói là cũng cũng uh, cũng không phải là dễ là bởi vì thường thường các bạn học xong rồi mấy bạn các bạn mới có license để làm và lúc đó kinh nghiệm làm việc của các bạn nó mới mới được tính là skill level thì hai năm kinh nghiệm làm việc này thứ nhất nó phải skill level post qualification có nghĩa là sau khi các bạn hoàn tất khóa học và hai năm này phải là full time cho nên chính vì thế là các bạn phải fit mọi thứ coi như dồn mọi thứ lại và tận dụng từng giây từng phút các bạn phải bắt đầu đi tìm việc và làm việc từ lúc mà các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường kìa để mà sau khi các bạn học xong rồi một cái rồi là các bạn coi như là phải convert nó qua một cái visa 485 thì thường visa 485 sẽ cho các bạn là 2 năm tuy nhiên là không phải là học xong cái là visa 485 nó lập tức roll liền mà nó sẽ có thời gian xét duyệt nữa thường thường thời gian xét duyệt 485 bây giờ cũng khá là lâu đó cũng có những trường hợp thời gian xét duyệt 485 nó lên tới 6 tháng 8 tháng cho nên là mình không phải là mình có exactly 2 năm mà mình sẽ có more than 2 years để mà mình coi như là kiếm cái con đường hai năm kinh nghiệm làm việc này và đó cũng là cái thời gian để các bạn gắn kết và các bạn make good impression các bạn có thể làm việc chăm chỉ hay là tạo cái mối quan hệ với cái người cái chủ cơ sở mà các mình hoặc là trường học mà nơi mà mình làm á để mà mình tận dụng cái cơ hội này thêm một cái nữa là chị cũng muốn clarify luôn là các bạn có thể xin Quốc visa chỉ tạm gọi 482 với 494 là quốc visa nha. Các bạn có thể xin quốc visa song song với skill visa 189 191 491 chứ không phải là các bạn chỉ xin skill visa thôi các bạn cần phải có luôn cả cái plan B, plan A và plan B cho mình để mà rủi mà mình không được cái nomination hay là xui lúc mà mình học là bao nhiêu tiếp chờ coi như là cũng rất là giỏi và toàn tinh túi vì sao không mà và điểm cao hơn mình mình không có cái chance của cái skill thì at least là mình cũng còn một cái plan B của mình đó là cái employer sponsor visa cái work visa à, dạ vâng em cảm ơn chị um, có có một bạn bạn ấy hỏi là có nhiều bạn hỏi có nhiều bạn chọn theo con đường 491 không ạ à, rất nhiều vì 491 là dễ nhất à, về nếu mà nói về số lượng thì 491 là nhiều hơn hẳn so với 190 và 189 à, cộng lại bởi vì sao là về original á, thì thường là họ cần tiếp chờ nhiều hơn và hơn nữa là coi như khi mà bạn rơi xuống regional rồi nó giống như lọt sàn xuống nia vậy đó các bạn lọt sàn 190 thì các bạn xuống 491 cho nên dĩ nhiên là 491 nó phải nhiều hơn rồi Dạ vâng, rồi em cảm ơn chị. À, chắc là mình sẽ progress tiếp nhé. Dạ. Ok, đây là cái summary của cái report của Bộ Di trú cho cái đợ các đợt invitation uh, của năm nay. Đó, thì cái đợt gần đây nhất là tháng 7 Nhưng mà cái đợt tháng, đợt tháng 7 thì nó hẩm hiu quá Cho nên là chị run cái đợt tháng 6 Mỗi một năm như vậy á, là bộ di trú Có rất là nhiều cái invitation round Cho các bạn Ở đây là cái summary cho cả ba chương trình skill program 189 190 và 491 thì uh, uh, cái cái uh round tháng 5 tháng 6 là cái hai cái rau mà coi như là được uh, những cái lĩnh vực giảng dạy là được uh, invitation nhiều nhất cho nên là ở đây là chị cho các bạn thấy là mình chọn cái con đường học về teaching á thì cũng là một cái con đường khá hứa hẹn, khá là potential cho các việc định cư bởi vì rõ ràng ở đây là sau hai đợt lockdown năm 2020 và 2021, tích chờ uh, nghỉ việc cũng khá nhiều và coi như là một số người thì về việc gia đình hay là trẻ con không đến trường học hay là các trẻ đó này kia thì bố bố mẹ không gửi đến nhà trẻ thì đúng là cái nhu cầu về lao động nó có giảm thật tuy nhiên là các bạn thấy là cái đợt tháng 6 vừa rồi vẫn có invitation và cái thang điểm để mà được invitation nó cũng rất là nhộn nhịp có nghĩa là nó cũng nhiều loại nhiều kiểu khác nhau ở đây thì đợt tháng 6 đó thì cho cái visa 189 là ba cái dòng đầu tiên đấy chị xin lỗi chị không có click được là tại vì chị click nó qua trang cho nên là 189 đó, các bạn thấy là early childhood teacher cũng được in, in invited với cái thang điểm là 75 um Tuy nhiên là bộ di trú không nói cho mình biết đó, là cái bạn mà được 75 điểm này, 75 điểm này là gồm có những cái khoản nào cộng lại mà được 75 này. Cho nên ở đây các bạn chỉ có thể dựa vào high range thôi chứ các bạn không thể dựa vào cái low range được. Bởi vì trong những những cái người mà được invitation đó, thì họ cũng có cái background rất là đa dạng về cái qualification, về kinh nghiệm làm việc. Cho nên ở đây là mình chỉ dựa vào cái high range để mà mình có cái gọi là có cái gọi là cái target để mình phấn đấu chứ đừng có dựa vào low range. Sẽ rất là dễ thất vọng Thì cái đợt tháng 6 vừa rồi ấy, Các bạn thấy là 189 đó, Cái hai rank của bạn ở đây là 90 điểm Có nghĩa là bạn nào protest được 90 điểm Là có thể là vui vui trong bụng rồi đó Nghĩa là nếu mà mình được 90 điểm Thì mình benchmark, mình compare Thì mình thấy là có thể là mình cũng có cái good chance Rồi cái 190, 190 Thì các bạn thấy là ở đây cái nomination của 190 cái thang điểm của nó cái breakdown của nó rất là nhiều vô cùng đa dạng uh, 70 cũng có 75 cũng có 80 cũng có nhưng mà ở again ở đây mình chỉ dựa vào cái high range thôi thì các bạn cũng thấy là tầm 80 90 95 là các bạn có nhiều hy vọng đó và ở đây là các bạn thấy early childhood cũng được invited primary school teacher cũng được invited secondary school teacher cũng được invited cho nên là và đây là cái đợt mà tháng 6 nha là cái đợt mà sau khi cái 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 danh sách skill occupation list đã được review lại cho nên là ở đây các bạn còn thấy lọt primary school teacher nè tuy nhiên là bây giờ là nó nằm trong short term list rồi thì nó sẽ không có cái cái eligible cho 190 với là 491 đó thì đối với cái 491 á, thì các bạn thấy là cái rang điểm của nó cũng là đa dạng luôn đối với ECE teacher thì cái range điểm của nó ở đây là các bạn thấy có 80 điểm nè cho tới 100 điểm mà 80 điểm tới 100 điểm này là các bạn trừ 15 điểm ra vì 15 điểm đây là các các bạn được điểm cộng trừ 15 điểm ra là cái con điểm thực sự từ cái qualification bằng cấp kinh nghiệm làm việc tiếng Anh của các bạn cộng lại đó thì ở đây là cho thấy là coi như cái thang điểm đa dạng và cũng còn cơ hội rất là nhiều cho cái lực lượng giáo viên bởi vì sắp tới đây á, khi mà mọi thứ quay trở lại bình thường và trong thời gian covid thì rất là nhiều trẻ em sinh ra trong công ty chị cũng cũng có vài trẻ để được sinh ra cho nên là theo chị dự đoán là cái nhu cầu về cái lực lượng giáo viên thì chắc là trong cái thời gian sắp tới thì nó chỉ tăng chứ nó không có giảm. Nên là các bạn nếu mà lựa chọn cái con đường, cái career này thì chị cũng nghĩ đó cũng là một cái lựa chọn tương đối sáng suốt cho các bạn mà muốn một cái ngành nghề gì nó ổn định mà coi như là nó cũng không có áp lực. Thì um, theo chị thì chị đã làm việc trong cái môi trường um, Public Education Government Sector Hiện tại bây giờ chị cũng đang làm việc trên trường đại học Sydney Thì chị thấy là nếu mà các bạn làm Public Sector đó Thì nó rất là ổn định Entitlement cũng rất là cao Các bạn có nhiều ngày nghỉ Và các bạn có coi như là có cái mức lương chắc chắn là trên trung bình Cho nên là chọn cái con đường này Con đường gõ đầu trẻ Nó cũng không có gian nan như là giáo viên ở Việt Nam Cho nên là các bạn cứ mạnh dạng nhé Rồi bây giờ cái đợt chị benchmark cho cái đợt năm trước nữa thì ở đây nó cũng illustrate có nghĩa là nó minh họa cho cái việc chị nói. hồi tháng 3 năm 2020 các bạn thấy cái list nó dài đến nỗi mà chị phải crop bớt. Có nghĩa là hồi năm rồi cái nhu cầu để mà uh, import có nghĩa là nhập khẩu lực lượng chờ uh, rất là nhiều, rất là cao. Tuy nhiên là cái đợt năm 2011 thì đúng là có bớt đi rất là nhiều. Đặc biệt là tháng 7 năm 2021 thì chị cũng không dám show luôn tại vì nó rất là hẩm hiu. Tuy nhiên mà nói đó là khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường rồi như các bạn thấy trước thời điểm Covid thì cái yêu cầu cho cái teacher nó tương đối là 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 là, là uh, gọi là tiềm năng. Đó. Có có các bạn nào có muốn hỏi gì nữa hay không? Đây hồi tháng hẩm hiu à. quá thôi chả dạ, muốn show nhá <laughs> Nhưng mà chắc là năm rồi là tình hình uh, lại có nhiều em bé Thế nên là chắc là early childhood teacher là <laughs> Chắc là đợt, đợt, tới quay lại là sẽ lại Ngành nó sẽ lại lên đúng không chị? Đúng rồi Thế thì bây giờ cái goal của anh Huy là ở nhà cũng phải sản xuất em bé cho các bạn ở đây mà mốt ra dạy <laughs> Anh Huy nghe thấy lại Đấy. nghe thì ở đến nói chung này, thì sợ sợ hết hết uh, hết cô ta rồi giờ chỉ còn trong cậy và mỗi anh huy thôi khải <laughs> nữa đây chị rồi hồi xưa là mình cứ go hết tiếp đi ạ à. OK em dạ thì đây cũng uh, gọi là thôi vì cũng rất là touch cái global talent thôi um, thì cái global talent program này là dành cho những cái bạn các bạn mà uh, có những cái chuyên môn trong những cái lĩnh vực trọng điểm của úc thì education cũng là cái lĩnh vực trọng điểm cho nên nếu như mà các bạn uh, làm việc giả sử các bạn tốt nghiệp và các bạn học giỏi các bạn nghiên cứu tiến sĩ các bạn học lên và các bạn trở thành university university tutor hoặc là lecturer đó và các bạn lương cao nữa thường thường là làm university lecturer thì lương cũng phải là từ sáu số trở lên cho nên là nếu mà các bạn học giỏi Bất cứ ngành nghề gì, các bạn cũng có thể là có thêm nung đúc cho mình thêm một cái lửa gọi là tình yêu về academic. Thì các bạn học lên, các bạn làm việc cho các trường đại học. Thì các bạn cũng có thể eligible cho một cái diện visa rất là hiếm hoi khác. Đó là cái Global Talent Independent Program. Đó thì chị sẽ không có đi sâu vào bởi vì nó cũng sẽ có những cái nó, nó tip and tricks. Ở đây thì mình cũng đang bắt đầu từ high school cho nên mình cũng không suy nghĩ tới. Nhưng mà giả sử mình học giỏi đi, thì ở đây chị cũng chỉ muốn cổ cổ động động viên các bạn là các bạn cố gắng học giỏi để mà các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội về sau cho mình hơn rồi phần của chị thì tới đây thì cũng chỉ thế thôi rồi có bạn nào còn câu hỏi gì thì để chị recap lại và chị sẽ pass on cho hải để mà hải cover những mục khác em đang mute hải ơi Uh, sorry chị uh, mình sẽ có một phần Q&A ở phần cuối chương trình nữa nha thì lúc đó thì mình sẽ trả lời được cụ thể hơn về từng case của các bạn do là bây giờ chị um, Anna sẽ nói chung chung về những cái thông tin này trước và các bạn cứ đặt lại câu hỏi thì một lát nữa đến phần Q&A thì mình sẽ trả lời lại hết một lượt um, em nghĩ là mình có thể wrap up phần này ạ. Dạ. rồi thì đấy là chị hôm nay là chị cũng đã cố vợ cho các bạn là thứ nhất là những cái lĩnh vực giảng dạy nào mà các bạn chỉ khuyên các bạn nên theo đuổi ha đặc biệt đừng quên là cái lĩnh vực vào dạy những cái trẻ có năng lực đặc biệt hoặc là kém đặc biệt như thế nào đó thì cũng là một cái area mà chưa chị thấy là chưa chưa come across một cái trường hợp nào cho nên là nếu mà được thì các bạn cũng nên cân nhắc thêm đó thì gọi là sứ mù hàng chọc làm vua tự nhiên cái lĩnh vực nào ít người chọn mà mình chọn thì là mình ngon thôi đấy là cái thứ nhất và chị muốn uh, nhấn mạnh ngoài ra thì các chương trình định cư thì chỉ nói là muốn đi được cái con đường general skill migration 189 190 thì bắt buộc các bạn phải có positive skill assessment từ cơ quan thẩm định văn bằng đó coi như là cái cơ quan thẩm định văn bằng của các bạn sẽ là AITSL đó là các bạn phải đáp ứng điều kiện về bằng cấp tối thiểu 4 năm học à, ở cấp bậc Advanced Diploma trở lên cộng với cái tiếng Anh của các bạn phải là IEL 7788 hoặc là nếu mà các bạn học mà chương trình cấp bậc cử nhân trở lên trong vòng 4 năm thì cũng có thể dùng để thay cho cái IEL đó ngoài ra là các visa mà nãy chỉ nói với các bạn là cũng có hai nhánh visa một là General Skill Migration Visa và hai là cái Employer Sponsor Visa cái employer sponsor visa là bắt buộc các bạn phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc full time và được một cái cơ sở giáo dục hay hoặc là một trường học sponsor cho các bạn ở lại. Đó. Rồi. Dạ vâng, rồi thì em cảm ơn chị ạ. À, các bạn nào có câu hỏi dành cho chị Xuân Anh. Vâng thì chắc là em sẽ nhờ anh Huy có thể introduce lại thêm một vài những cái sự thay đổi gần đây. Anh anh có thể nói thêm một vài những cái thay đổi gần đây trong cái bằng cái kỳ thi PT được không ạ để cho các bạn có thể ừ. có thêm những cái update mới dạ ok à, thì trước tiên mà anh nói về cái sự thay đổi á, thì anh cũng cũng nói sơ qua về cái PT một chút xíu để cho mọi người có thể hiểu thì à, như hồi nãy thì mọi người có nghe chị Anna nói á, thì cái nhu cầu cái điều kiện để mà mọi người xét duyệt cái thẩm định tay nghề thẩm định cái văn bằng của mọi người hay chúng ta gọi tiếng anh đó là skill assessment đó thì có hai cái điều kiện mà mọi người phải đáp ứng một trong hai một là mọi người phải có 4 năm học và bậc học tại tại úc à, hệ cao đẳng hay hay là master gì đó theo cái các cái scenario mà hồi nãy chị anna đưa ra thì bên cạnh đó là cái việc mà mọi người phải đạt được cái điểm tiếng anh thì hồi nãy chị anna có nói là pt thì không được chấp nhận nhưng mà chị chấp nhận ielts thôi và điểm là tám tám bảy bảy đó sờ tám cho speaking và tám cho listening thì đúng như là Jana nói thì à, bên bộ phận thẩm định tay nghề của cái ngành early childhood á, thì họ không có chấp nhận là PTE. À, tuy nhiên, à, nếu như mà mọi người muốn lấy tức là lấy cái điểm tiếng Anh đó là tiếng, dùng để cho mục đích thẩm định tay nghề thì ok không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, cuối cùng nhất là mọi người sẽ cần cái điểm tiếng Anh cho mục đích di trú của mọi người. Ví dụ như là, là sau khi mọi người làm xong thẩm định tay nghề thì không có nghĩa rằng là mọi người sẽ À, tự động là mọi người sẽ được mời hay là được à, vào thẳng thường chủ nhân mà bắt buộc là mọi người phải cạnh tranh với những bạn khác cũng cùng với những tay nghề của mình. Thì cái việc cạnh tranh như vậy thì sẽ hơn thua nhau bằng cái điểm gọi là thang điểm di trú. Thì trong cái thang điểm di trú thì tiếng Anh là một trong những cái phần đem lại điểm di trú cho mọi người. Thì cái số điểm mà tiếng Anh đem lại cho mọi người mức cao nhất hiện nay là 20 điểm. Và để mà mọi người lấy được 20 điểm và tối đa này thì cái điều kiện mọi người phải đạt được đó chính là IELTS 8888 tức là tất cả các kỹ năng đều 8 hoặc là mọi người phải đạt được PT79 thì đó là lý do mà tại sao à, trong cái trường hợp của anh nè ví dụ như là vào năm 2016 anh cũng cố gắng rất nhiều để mà anh lấy được bốn cái con số 8888 đó cho cái IELTS của anh nhưng mà thực sự đó điều đó đối với anh là là bất khả thi à, và và anh đã chuyển qua PT và anh để mà anh đặt cái mục tiêu là PT79 thì anh đã đạt được kết quả. Đó thì và từ khi mà từ năm 2016 đến bây giờ thì hầu như bất cứ ai mà muốn được định cư tại Úc và có mục tiêu lấy tối đa 20 điểm di trú cho cái thang điểm định cư của mình thì mọi người sẽ gần như là họ sẽ chọn là PT bởi vì PT 79 vẫn rất chi là khả quan hơn so với rất nhiều so với lại IELTS 8888 thì như chị hồi nãy chị Anna có nói đó mọi người. Đó là 7788 hay là 8877 đã khó rồi thì cái việc mà mọi người đạt 8888 thì nó cũng sẽ là một cái gì đó nó cũng là một cái nhiệm vụ rất là là là, là bất khả thi. Cho nên là à, cuối con đường để mà mục đích định cư thì mọi người cũng nên cân nhắc là PT bởi vì cho cái mục đích là mình lấy tối đa cái điểm di trú của mình. Ok. Thì không biết ở đây là à, có bạn nào đã tìm hiểu sơ qua về PT rồi á thì mọi người có thể đánh yes lên giúp anh được không ạ? À? Trong cái đây còn bạn nào chưa hoặc là chưa biết gì về PT thì mọi người có thể đánh no lên giúp anh. Ok, có một bài bạn đang trả lời yes. Ok, khá là nhiều bạn đã biết về à, về PT rồi bởi vì à, lý do anh hỏi như vậy bởi vì đại đa số mà các bạn tham gia ở đây á thì là các bạn đều là những bạn cấp 3 thì theo như kinh nghiệm của anh thì rất nhiều bạn cấp 3 các em qua đây các em học tiếng Anh các em cũng không có biết về bài thi PT, bài thi, bài thi PT. mà qua đến Úc rồi tới bây giờ luôn nhiều khi học xong 1 2 năm các em cũng chưa biết. Ok thì nếu như bây giờ các em chưa biết thì đây sẽ là cái cơ hội mà các em đã biết và các em nên tìm hiểu bởi vì nếu như chắc chắn anh chắc chắn với các em một điều hầu như là 90 đến 90 phần 99 99 phần trăm là nếu như các em có mục đích định cư trở lại với bất bất kỳ một cái ngành nghề nào Không chỉ cái ngành early childhood này hay cái ngành nghề khác Thì PT sẽ phải là một cái điều kiện tiên quyết mà các em nên cân nhắc Thì biết nó sớm hơn sẽ tốt hơn rất là nhiều Bây giờ chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng đúng không ạ à? Thì à, để cho bạn nào mà khi mà các bạn mà không biết về Về, 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 về chưa biết về PT á thì mọi người có thể vào trong cái website. Thì anh sẽ nói qua những cái thay đổi về uh, BT uh, trong năm 2021 này. Thì như mọi người thấy ở đây thì uh, uh, bài thi BT á lúc đầu ấy, thì uh, từ xưa tới bây giờ luôn là nó là 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà từ sau ngày 16 tháng 11 năm 2021 là sắp tới đây nè. Thì bài thi của nó sẽ chỉ còn có 2 tiếng thôi. Mà một trong những cái lý do mà uh, họ giảm từ 3 tiếng xuống còn 2 tiếng á là bởi vì mọi người phải hiểu rằng là uh, khi mà họ làm một cái xác sức thống kê á, thì rất là nhiều học viên đi thi mặc dù là bài thi 3 tiếng nhưng mà họ thi về á, là coi như là khoảng 2 tiếng 15 phút hay là 2 tiếng rưỡi là xong à cho nên là Pearson họ thấy rằng là để bài thi 3 tiếng như vậy á, nó cũng làm cho học viên cảm giác như là nó dài quá cho nên họ rút gọn xuống còn 2 tiếng luôn và cái việc mà rút gọn xuống 2 tiếng này thì được rất là nhiều cái cộng đồng uh, sinh viên mà luyện thi tiếng Anh họ hưởng ứng bởi vì họ cảm giác là hai tiếng rất là nhanh vô một cái hai tiếng thì như ngồi biết rồi bài thi tiếng Anh BT là hoàn toàn trên máy tính cho nên là vào thi hai tiếng khoảng từng một tiếng hay hai tiếng sau là có kết quả luôn đó coi như là cái 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 bốn trong vòng bốn bốn năm tiếng đồng hồ là mình đã biết được là mình đã có kết quả và coi như là được hay không là ok biết ngay rất là nhanh thì đây là một trong những cái tính ưu việt của BT à, tiếp theo nữa là à, không giống như những cái bài thi tiếng Anh khác thì à, khi mà chúng ta thi về chúng ta nhận cái điểm không thì chúng ta không biết được rằng là mình đúng sai như thế nào. Thì đối với PT thì vào cái sắp thay đổi tới tới đây thì họ sẽ cho chúng ta cái feedback trong cái bản điểm của chúng ta là chúng ta sẽ biết được là cái chỗ nào chúng ta đúng, chỗ nào chúng ta sai rồi chỗ nào chúng ta bị cái lỗi gì đó thì chúng ta sẽ 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 cải thiện. Đó, và cái điều tuyệt vời thứ ba mà họ đem đến đó chính là họ cho chúng ta thi tại nhà. Đó. chúng ta được quyền thi tại nhà luôn. Tuy nhiên là mọi người phải lưu ý rằng là cái bảng điểm mà mọi người thi tại nhà thì nó sẽ không áp dụng cho cái vấn đề về visa cũng như là di trú của chúng ta tức là chúng ta sẽ không được cộng điểm 20 thang điểm di trú như vậy thì nó dùng cho mục đích gì nó chỉ dùng cho một cái mục đích mà để mà chúng ta admission vào trong các cái ngành học của chúng ta trong trường thôi tuy nhiên cái này thì mọi người cũng phải liên hệ lại với trường cũng như là liên hệ với lại bên ở bên xét bởi vì xét sẽ làm việc với trường xem rằng là À, trường có chấp à, tùy trường họ sẽ chấp nhận cái việc mà hình thức thi online tại nhà này và à, cái việc thi online này thì thì cũng được hưởng ứng nhiều nhưng mà nó cũng đem lại một cái lối nói sợ đó là khi mà chúng ta thi tại nhà đó thì cái mạng ở nhà của chúng ta giống như cái trường hợp của anh vừa rồi đó, nó không ổn định chỉ cần mất vài giây không ổn định thôi thì nó có thể ảnh hưởng đến cái kết quả nguyên cái bài làm của chúng ta đó thì à, đây cũng là một trong những cái thay đổi tiếp theo à, rất là nhiều bạn thì Uh, nhiều năm qua hoặc là những sinh viên đang luyện thi BT thì mọi người cũng sợ rằng là không biết là là thay đổi những cái thay đổi mới này nè thì nó có làm cho bài thi khó hơn hay không và cái câu hỏi nó có thay đổi hay không thì bên phía Pearson là cái trung tâm mà uh, uh, đưa ra cái bài thi BT này họ nó họ có họ, họ xác nhận rằng là không hề có chuyện khó hơn cũng như là các cái định dạng câu hỏi nó cũng uh, y chang như nhau thì anh có đánh trên trong cái khung trái của chúng ta cái đường link tên gọi là pt.tools thì nếu như bạn nào mà muốn biết về giao diện format của bài tpt nhưng mà đã muốn xem mà sẽ không được á thì mọi người có thể truy cập vào trong cái đường link này chúng ta có thể tạo một cái tài khoản miễn phí chúng ta sẽ lướt qua các giao diện các định dạng của bài tpt như thế nào thậm chí là chúng ta có thể làm thử một vài bài test ở trên đó luôn để chúng ta trải nghiệm xem là một bài tpt nó sẽ như thế nào ok còn uh, chi tiết hơn thì tại sao mà họ rút gọn được còn 3 tiếng xuống còn 2 tiếng thì ở đây chính là cái sự thay đổi lớn nhất của họ ví dụ như là hồi xưa á, thì cái phần thi mà speaking và writing của của họ đó là nó có tới 77 đến 93 phút thì bây giờ nó sẽ giảm xuống còn 54 và 67 phút mà thôi còn reading thì không giảm đáng kể là khoảng giảm khoảng một hai phút thôi tuy nhiên mà cái thay đổi lớn nhất đó, đó là chính là à, hồi xưa thì sau khi mà chúng ta thi xong speaking, writing và reading á thì chúng ta sẽ có 10 phút để nghỉ giữa giờ và 10 phút này là optional tức là tùy chọn, tức là muốn chúng ta muốn nghỉ thì chúng ta nghỉ trước khi mà chúng ta vào phần thi listening. Nhưng bây giờ thì họ không còn cái phần nghỉ này nữa mà chúng ta sẽ thi một một lèo luôn, bốn kỹ năng nói, xong tới viết, xong tới đọc, xong tới nghe. Đó thì cái phần thi listening họ cũng giảm số lượng câu hỏi xuống là uh, rất là nhiều cho nên là cái 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 thời lượng cũng giảm xuống là khoảng 15 phút cho cái phần thi listening này thì ép up lại cho nên là bài thi chỉ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Đó, nó đem lại nước sự thuận tiện cho học viên rất là nhiều. À, những cái slide tiếp theo thì là à, những cái những cái à, những cái phần mà breakdown ra cho mọi người thấy cái việc mà nó sẽ giảm như thế nào cho cái cho từng phần mà à, phần thi. Ok. À, đây thì đây là những cái slide tiếp theo tí nữa thì bạn nào mà có cái à, À, cái mối quan tâm về chi tiết hơn về những phần thi này nó giảm như thế nào thì mọi người có thể à, nhắn tin vào trong fanpage của PT Halber để mà mọi người nhận được cái 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 file này anh sẽ gửi anh sẽ nói nhân viên của anh gửi cho mọi người ha à, ok còn à, đây là những cái nhận định của anh thì à, khi mà thay đổi như vậy á thì thật sự mà nói thì À, số lượng câu hỏi họ thay đổi họ nói là cái 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 độ khó của cái câu hỏi nó không khó hơn. Tuy nhiên là anh cũng đưa ra dự đoán cá nhân của anh đó là gì? Đó là à, những cái phần thi dễ, tại vì khi mà họ giảm cái phần thi á, họ giảm cái thời lượng xuống á thì họ phải giảm số lượng câu hỏi xuống. Thì họ chọn cái những cái phần mà họ giảm số lượng câu hỏi á toàn là những cái phần dễ không à. Thành ra là cái phần trăm số điểm, ví dụ như anh nói là những phần dễ đó ngày xưa nó đang chiếm khoảng 30%. Thì có khả năng rằng là nếu như họ vẫn họ giảm cái số lượng câu hỏi xuống thì cái số phần trăm nếu như trong trường hợp mà nó đang là 30 phần trăm mà nó giảm xuống 20 phần trăm là nó tại vì số lượng câu hỏi giảm xuống thì 10 phần trăm còn lại nó sẽ đẩy vào những phần thi khó thì lúc đó là cái tỷ lệ mà sai của chúng ta sẽ tăng lên cho nên là nó cũng là một cái mà chúng ta có thể quan ngại à, cho cái vấn đề về cái bài thi mà nó những thay đổi sắp tới vào ngày 16 tháng 11 năm 2021 tới đây thì anh cũng muốn chia sẻ với mọi người uh, những cái cập uh, nhật như vậy thôi còn bạn nào muốn biết thêm về Format hay là giao diện như nào thì các bạn có thể vào trong cái đường link mà vừa rồi anh uh, anh anh có chia sẻ đó thì mọi người có thể uh, truy cập vào đó để mà biết thêm những thông tin về uh, về PT cũng như là về trung tâm PT Harbor các khóa đào tạo hiện nay đang có tại trung tâm nó như thế nào dạ, uh, à. uh, anh huy có một bạn bạn ý hỏi anh là uh, em đang học em đang là IELTS 4.0, bạn Trần Thảo My bạn hỏi là em đang IELTS 4.0 thì học PT bao lâu thì sẽ lên được 79 ạ? À? IELTS là 4.0 à? Dạ. 4.0 thì thật sự mà nói thì um, để mà đi lên 79 thì nó cũng không phải là uh, một chặng đường ngắn đâu. Tuy nhiên là nếu như mà so với là việc mà chúng ta đổi ngang qua là IELTS 8.0 thì thông thường IELTS 4.0 là là cái câu trả lời hầu như là không ai dám trả lời. Dạ. Tuy nhiên đối với PT thì chúng ta có thể đưa ra một cái từng cái mốc đi. Thí dụ như từ 4.0 mà bạn muốn lên 5. 4.0 mà bạn muốn lên IO 6. thì cũng là một cái chặng đường mà nhiều năm bạn có thể làm được. Nhưng đối với PT thì là PT 50 thôi thì nó có thể rơi vào khoảng tầm 4 3 4 tháng là bạn có thể lấy được PT 50. Rồi khi bạn có được PT 50 rồi bắt đầu khi bạn có cái sự quen thuộc rồi thì học thêm những cái gọi là những cái vấn đề về từ vận phát âm rồi ngữ pháp bổ trợ thêm thì có thời gian mà từ BT50 lên BT65 tức là 7 chấm nó sẽ không quá dài mà nó sẽ rút gọn xuống tầm 2 tháng 3 tháng đó còn lên 79 nữa thì chúng ta anh nghĩ là nếu mà add up toàn bộ lại có, có thể là nó sẽ mất khoảng cả năm và năm rưỡi nếu như các bạn thật sự là nỗ lực còn nếu như mà không nỗ lực thì cũng bó tay dạ. À, câu hỏi chung một vài cái cái con sơn chung của các bạn ví dụ như bạn đoàn Hằng an bạn hỏi là thế này thì đề có khó không đề có khó hơn không hả anh Uh, như uh, anh nói đó yeah. như anh nói thì cái chất lượng của câu hỏi nó sẽ không khó hơn đâu tuy nhiên là uh, uh, Pearson họ rút số câu hỏi xuống thì họ rút cái phần dễ còn cái phần câu hỏi cái phần mà khó cái 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 phần dạng câu hỏi mà dạng đề khó đó, thì họ vẫn giữ nguyên cho nên trong trường hợp mà nếu như họ giảm phần trăm họ đang giữ cho những phần câu hỏi dễ thì bắt buộc họ sẽ tăng phần trăm của những câu hỏi khó lên mà tức nghĩa là phần số lượng phần trăm mà câu hỏi khó họ chiếm càng nhiều thì cái khả năng mà chúng ta đi thi mà chúng ta sai cái khó khó là rất là nhiều đúng không ạ thì chúng ta sẽ mất điểm nhiều đó dạ có rồi. khả năng nó xảy ra Thì có vẻ các bạn có rất là lo về cái việc bị rút ngắn thời gian thì cả như là natalie cũng có hỏi ít thời gian thì có khó hơn không này hay ừ. là bạn lucy cũng hỏi là thời gian giảm xuống thì có bị stress hơn không ạ vào ừ. cái thời điểm này thì thật sự mà anh có thể nói với mọi người là về cái quan trọng nhất là về cái tips nè về cái tricks này bởi vì bài thi bt là bài thi trên máy tính hoàn toàn và nếu mà ai đã nghiên cứu về PT rồi chúng ta biết rằng là PT nó một cái ưu việt của nó là có thể học tủ được cái mà người Việt Nam của chúng ta rất là thích bởi vì đi thi thì chúng ta sẽ, sẽ sẽ gặp lại những cái câu hỏi mà chúng ta đã luyện trước đó rất là nhiều đó và cái bộ đề mà nằm ở trên cái PT doc thu mà anh chia sẻ cho mọi người thì nó cũng cover rất là nhiều những cái đề thi thật của PT thì những cái đó là những cái lợi thế mà chúng ta vẫn giữ nguyên còn cái vấn đề mà nó stress hay không hay là bắt buộc là chúng ta phải practice càng nhiều thì anh cũng đang đợi tới ngày thay đổi để mà chúng ta có những cái cuộc khảo sát đi experiment nó như thế nào để để cảm giác xem là những cái thay đổi mới này nó có làm thay đổi về bản điểm hay không hay là chúng ta rút gọn cái thời gian bài thi xuống để cho học viên làm bài thử thì trong hai tiếng thì học viên sẽ, sẽ 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 cảm giác như thế nào trong hai tiếng đó thì thì chúng ta practice nhiều thì anh nghĩ là nó sẽ cũng sẽ đỡ hơn thôi dạ vâng có một câu hỏi nữa à, bạn hỏi là anh ơi cái này không chấp nhận thị thực di trú thì thi để làm gì ạ hồi nãy em nó có cũng... nói dạ. là nếu như là em thi online thì nó mới không chấp nhận di trú thì online đó là gì là em thi tại nhà thì nó sẽ dùng bằng đó để cho cái vấn đề là admission tức là vào sinh vào trường học tuy nhiên nếu như mà em đến trung tâm em thi giống như là bài thi IELTS á, thì vẫn chấp nhận cho di trú bình thường tức là chỉ có uh, IELTS thì mới, à, tức là thi chỉ có thi online thì mới không được chấp nhận thôi đúng không ạ đúng rồi chỉ có thi online là không chấp nhận thôi và dạ hiện vâng. nay về thông tin về vấn đề bài thi online thì họ cũng chỉ nói đó thôi họ nói tháng 10 thì họ mới có một cái một cập nhật chi tiết và cụ thể hơn dạ vâng à, câu hỏi tiếp theo à, kỹ năng PT nào là kỹ năng yếu nhất cần nhiều thời cần nhiều thời gian nhất đối với các bạn Việt Nam vậy anh câu hỏi này là gọi rất hay đó, thì hầu như khi mà khi mà chúng ta nói về IELTS á, thì chúng ta sẽ sợ nhất là phần thi writing mà anh chắc chắn là ở đây ai cũng sẽ sợ viết essay đó nếu mà nói về IELTS nha nhưng mà đối với bài thi PTE á, thì cái IELTS á, thì lại mọi người uh, uh, sorry, bài thi PTE thì cái writing á, lại không phải là một cái nỗi lo dành cho các bạn sinh viên Việt Nam nữa. Tại vì thi trên máy tính thì chúng ta có những cái mẹo để chúng ta vượt qua cái thường thi essay. Nhưng ngược lại cái phần speaking lại là một trong những cái phần thi mà người Việt Nam chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái uh, vấn đề. Tại vì cái phát âm của chúng ta thì uh, là cái người Việt Nam chúng ta là uh, gọi là nguồn gốc là cái, cái ngôn ngữ chúng ta là ngôn ngữ là là đơn âm thì khi mà chúng ta qua cái tiếng Anh là đa âm á thì trong PT nó những cái task mà chúng ta phải đọc những cái bài văn lên thì đôi lúc mà chúng ta quen cách đọc Việt Nam chúng ta đọc lướt thì máy tính nó sẽ không nhận được cái giọng của chúng ta và nó ảnh hưởng đến cái điểm speaking của chúng ta thì khi qua PT rồi thì chúng ta cần phải luyện lại cách đọc của mình để làm sao cho nó phù hợp hơn với cái chất chấp điểm trong điểm của máy tính dạ vâng à, bạn nào mà còn có câu hỏi thêm về uh về các cái, cái 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 liên quan tới bằng PTE hoặc là những cái uh, thông tin về khóa học PTE hay là có bất cứ một cái con sơn nào về việc học PTE thì các bạn có thể để lại comment nha thì anh Huy sẽ trả lời lại thêm cho các bạn um, chắc là em sẽ À, chắc là em sẽ xin một vài phút để mà em em có thể là share một vài thông tin của du học xét tới các bạn trước khi mình move tới cái phần Q&A cuối cùng dành cho tất cả các bạn đặt những câu hỏi ở đây thì các các bạn như các bạn cũng đã thấy là hiện giờ là chị Xuân Anh chị Anna là chị cũng đang đang trả lời trực tiếp những cái câu hỏi về từng cái case của các bạn qua tin nhắn ở trên chat box thế nên là bạn nào vừa nãy đặt câu hỏi ở trong chat box là các bạn có thể uh, mở lại phần đó xem là chị đã, đã trả lời câu hỏi của mình chưa Thế là chị thấy là chị chị Anna đã cover được đa phần những cái câu hỏi mà các bạn để lại trong chat box rồi đấy uh, một vài câu hỏi mà các bạn đặt riêng trên trang Facebook thì lan ở phần phần Q&A thì mình sẽ uh, mình sẽ chuyển qua cái phần đó nhá thì mình sẽ trả lời những câu hỏi đó nhá uh, thì bây giờ thì chị sẽ thì bây giờ chị sẽ trao đổi lại một vài thông tin liên quan tới ví dụ như là những cái thông tin, những cái khóa học uh, nổi trội về cái ngành tích trinh này ở các bang khác nhau và một vài hoạt động sắp tới của SET để cho các bạn có thể là biết được và cùng tham gia với SET. Um, bạn nào có câu hỏi nào dành cho chị Anna hay là anh Huy thì cứ để lại trong phần chat box, lát nữa mình sẽ quay lại với phần Q&A sau này chắc là hầu hết đa phần các bạn ở đây các bạn cũng có được uh, invitation của du học set thì cũng đã biết qua set rồi thì nên là mình cũng sẽ có những cái phần giới thiệu ngắn gọn thôi. Thì như bạn được biết là du học set là một không chỉ là một trung tâm du học mà set còn hỗ trợ các bạn rất 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 nhiều những cái pre service và post service sau khi các bạn đi học nữa. Thì set uh, hiện giờ là đang có 6 văn phòng, có 3 văn phòng ở Việt Nam là bao gồm là có hai văn phòng ở Sài Gòn và một văn phòng ở Hà Nội và ba văn phòng ở Úc là base ở Melbourne, Sydney và Brisbane thì trong cái trong trong quá trình mà các bạn làm hồ sơ qua du học xét thì các bạn sẽ được support từ cả hai đầu Việt Nam và đầu ở Úc chính vì thế nên là các bạn sẽ có thể là uh, ví dụ như là khi các bạn từ Việt Nam sang đây này nếu các bạn có vấn đề gì uh, cần phải làm việc với trường hay là có vấn đề gì về visa hay là có cần bất cứ một sự support gì các bạn có thể liên hệ luôn với các văn phòng của set onshore tức là các văn phòng set ở các thành phố uh, Melbourne Sydney hoặc Brisbane để được support luôn uh, và ba mẹ các bạn thì có thể là nhờ các văn phòng ở Việt Nam để hỗ trợ chính vì thế nên là các bạn sẽ có sự hỗ trợ hai đầu từ set và hiện giờ ở úc thì xét đang đại diện cho hầu hết các trường um, trường high school trường uh, nghề trường đại học tại úc chính vì thế nên là các bạn có thể được xin vào bất cứ một trường nào mà các bạn muốn không không sợ là là sẽ bị hướng đến một bài trường nhất định mà các bạn đây cái này là sẽ tùy vào cái preference của các bạn là các bạn thích trường nào các bạn muốn trường nào và trường nào phù hợp với các bạn thì xét sẽ tư vấn cho các bạn để chọn được cái trường hợp lý um, trong suốt trong suốt những năm qua thì cũng đã gần hai chục năm rồi thì xét uh, đã làm hồ sơ cho rất nhiều bạn và trong đó thì hầu hết hầu hết là như các bạn thấy là có mới chín mươi tám trăm tỷ lệ uh, visa thành công thì đây là một tỷ lệ rất là cao uh, và các khi các bạn làm visa qua xét thì đa phần các trường hợp các bạn đều sẽ không cần phải chứng minh tài chính và cũng không cần phải bị uh, đòi tiếng anh hay là phỏng vấn gì chính vì thế nên là các bạn nhất là nhất là đối với các bạn làm onshore thì những cái những cái này nó sẽ lại càng ít nữa um, nên là các bạn sẽ không phải lo về việc nhiều về việc chứng minh tài chính hay là chuẩn bị bằng tiếng Anh khi xin visa. Và có học sinh um, đối với các học sinh của xét thì các cái suất học bổng cũng là một cái mà hầu hết các bạn cũng sẽ được xét um, cung cấp thông tin để mà mình có thể có được những suất học bổng cao nhất và cũng có những bạn là chủ yếu là các bạn nếu mà có học bổng 100% thì ở onshore thì sẽ không có học bổng 100% nhưng mà ở offshore thì vẫn sẽ có những suất học bổng như thế này. Còn ở onshore thì cao nhất là sẽ rơi vào tầm khoảng 75%. Thế nên là bạn nào mà có muốn tìm những cái suất học bổng cao thì có thể liên hệ với um, du học xét để được tư vấn cụ thể hơn. Và trong suốt quá trình các bạn học ở ở cả ở Việt Nam hay là khi các bạn sang Úc rồi thì khi các bạn đi du học ở Úc thì sẽ cũng sẽ liên tục tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để support các bạn và hỗ trợ các bạn để có thể có thêm kết nối, có thêm bạn bè và có thêm những cái thông tin di trú hữu ích với những buổi hôm nay chẳng hạn. Um, hiện giờ thì xét vẫn đang uh, tặng scholarship trị giá là 2021 đô dành cho các bạn du học sinh đăng ký học qua xét và gói ưu đãi này thì bao gồm là um, bao gồm nhiều những cái phí khác nhau ví dụ như là phí visa nộp cho di trú bởi vì họ sẽ hoàn toàn không thu bất cứ một service fee nào của các bạn cả, thì nên là các bạn sẽ không cần phải lo về việc là sẽ bị thu phí dịch vụ hay là bị thu một cái phí extra nào ra thêm. Um, các bạn sẽ được tặng phí visa nộp cho di trú rồi là những cái phí liên quan tới um, hỗ trợ về Mara này, về di trú này hoặc là làm visitor visa cho ba mẹ. Um, và thời điểm hiện tại thì sẽ đang có một chương trình để um, đón Trung thu cùng với các bạn học sinh sinh viên đặc biệt là các bạn đã ngửi, đang ở đang ở on đang ở tại Úc. Đấy là các bạn uh, tham gia kỷ, tham gia một cái chương trình uh, mang tên là Tìm về và khi tham gia một khi tham gia chương trình này thì các bạn sẽ đăng một bức hình hoặc các bạn có thể gửi những cái lời chia sẻ của mình đối với gia đình và Du học sẽ 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 thay bạn để gửi tặng một món quà bí mật tới gia đình của bạn tại Việt Nam. Uh, đồng thời thì trong tháng 10 và tháng 11 cũng sẽ là sinh nhật của Set, chính vì thế nên các bạn tất cả những cái bạn mà 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 đăng ký hồ sơ. Đây là một chương trình rất đặc biệt những bạn nào mà đăng ký hồ và làm hồ sơ thành công qua xét trong tháng 10 và tháng 11, các bạn sẽ nhận được uh, những rất là nhiều những phần quà hấp dẫn. Chị ví dụ như là các bạn sẽ có voucher của Uber Eats này một chắc tức là cái này là chắc chắn là các bạn sẽ được nha, nếu mà đăng ký thành công trong tháng 10 tháng 11 thì các bạn sẽ có voucher của U, của Uber Eats này, các bạn sẽ được voucher của Netflix này. Voucher Netflix này là chắc là cũng sẽ được tầm khoảng 5 tháng đấy. Rồi là sau đó thì các bạn sẽ um, có một cái số để các bạn sẽ withdraw cho cái lucky draw và phần thưởng của lucky draw này sẽ là hai chiếc điện thoại. Cái này thì là sẽ là một phần thưởng cực kỳ là giá trị dành cho những bạn nào mà mà đăng ký hồ sơ trong tháng 10 và tháng 11 nha. À, chị sẽ, như các bạn có thấy trên màn hình là một vài những cái khóa học tiết uh, teaching nổi bật và đây là những cái khóa này là ở cho các bang khác nhau thì bây giờ như các bạn thấy là đây là những cái khóa ở trường New South Wales ở, ở bang New South Wales thì bạn nào ấy mà muốn có những cái thêm thêm những cái thông tin cụ thể về uh, những cái khóa học này thì các bạn có thể contact với du học SET để được đưa thêm thông tin Uh, đây chỉ là những cái thông tin gọi gọi là những cái thông tin cực kỳ là cơ bản thôi và ngắn gọn thôi thế nên là các bạn sẽ sẽ không nó sẽ không cho các bạn được một cái bức tranh toàn cảnh hết được thế nên là các bạn tốt nhất là các bạn phải phải liên hệ với lại tư vấn của xét để được tư vấn thêm uh, ví dụ như là đây thì sẽ là các cái khóa học nổi trội của các trường ở ba bần chẳng hạn thì chỉ biết là có rất nhiều bạn Uh, các bạn sẽ quan tâm, ví dụ như ở Melbourne thì rất là nổi trội uh, cái khóa education này Thì sẽ rất là nhiều bạn học ở ví dụ như học ở ACU, học ở Monash, học ở Deakin, học ở, ở Vic Uni hay là Swinburne Thì hiện tại những cái trường này thì nó cũng đang có những cái scholarship dành cho các bạn uh, mà Và những cái scholarship này thì nó cũng tương đối là giá trị có thể lên tới 75% Chính vì thế nên là bạn nào mà quan tâm tới... Um, Tới, tới những cái uh, điều kiện đầu vào khác nhau thì hoặc là những cái học bổng khác nhau thì các bạn có thể tham khảo những trường này um, thì chỉ ví dụ như là ở Melbourne đây chẳng hạn thì biết là ở trong cái list này có rất nhiều bạn ở Melbourne thì những bạn nào mà học Bachelor of Early Childhood Education của trường Vic Uni uh, các bạn sẽ phải để ý bởi vì cái khóa này của Vic Uni sẽ chỉ có 3 năm thôi chứ không phải là 4 năm như các trường khác chính vì thế nên là cái thời gian của các bạn có thể sẽ không đủ ở cái phần mà 4 năm ở bậc 2 Education thì những bạn nào mà đang học khóa Bachelor of Early Childhood của Vic Uni hệ 3 năm thì các bạn nên liên hệ lại với Du Học Sét để mình sẽ có thêm những cái tư vấn để làm thế nào để cho cái khóa của mình có thể meet được cái skill assessment khi mà mình xin skill đáp ứng được yêu cầu là học đủ 4 năm high education um một vài ở ở uh, riêng ở South Australia thì cũng sẽ có những cái khóa tương tự để cho các bạn học như các bạn thấy sẽ thấy là nó sẽ có nhiều uh, mức học phí khác nhau, yêu cầu đầu vào khác nhau cũng như là phần học bổng cũng khác nhau. Và cái những cái học bổng này thì nó hiện giờ là nó mới chỉ đang nó sẽ đang áp dụng cho năm 2021 và có thể là một vài trường thì sẽ là cho đầu năm khóa đầu tiên 2022 thôi chính vì thế nên bạn nào mà có cái plan mà mình sẽ học sau hơn nữa hoặc là um, có thể là cuối năm 2022 chẳng hạn thì um, những cái học bổng này cái những cái thông tin học bổng này nó chỉ mang tính chất tham khảo để cho các bạn Uh, bang Queensland thì mình cũng có những trường nổi bật ví dụ như mình có uh, Griffith này, có QUT, có University of Queensland. Còn bạn nào mà học ở trường TAFE thì sẽ có TAFE Queensland. Uh, học phí cũng tương đối là affordable như các bạn thấy này, uh, 6.200 một năm. khóa Diploma thì là 15.000 trong một năm rưỡi. Uh, và yêu cầu thì cũng tương đối là đơn giản cho các bạn, đấy là tốt chị các bạn chỉ cần tốt tốt nghiệp lớp 12 thôi thôi. Uh, đây là tốt tốt, tốt nghiệp lớp 12 tại Úc nha. Uh, đây là contact của các tư vấn của du học set bạn nào mà đang có um, muốn liên hệ với các tư vấn của du học set thì các bạn có thể quickly là screenshot lại màn hình hoặc là chụp hình lại để mà mình sẽ contact um, và nhận được những cái sự support sớm nhất dành cho những case phải dành cho case của mình. Nếu như trong trường hợp là các bạn có bất cứ một câu hỏi nào hoặc cần sự support nào của set về việc học hay là về việc uh, ví dụ như visa mình có vấn đề hay là mình đang có một cái sự lựa chọn nào đấy khác một cái option nào đấy khác về một cái pathway khác cho cho con đường PR của mình chẳng hạn thì các bạn có thể contact với set qua những số điện thoại này uh, và các bạn cũng đừng quên là join hội du học sinh tại úc của set uh, để tham để mà mình có thể cập nhật được những thông tin mới về những hoạt động của set uh, cũng như là những cái hoạt động những cái thông tin những policy được update tại úc nha À uh, vậy chắc là mình sẽ um, nói chung là chị cũng đã có briefly là sơ qua và giới thiệu sơ qua với các bạn về những chương trình này rồi thì nếu như các bạn có cần thêm thông tin gì thì có thể để lại trên để lại thông tin của các bạn ở phần chat box để mà sẽ có thể contact lại các bạn để uh, tư vấn rõ hơn. Uh, sau đây thì chắc là mình sẽ move đến phần Q&A để trả lời được thêm nhiều hơn những cái câu hỏi của các bạn. Chị chị Anna ơi, chị cho em hỏi là Um, chị có trả lời được câu hỏi của các bạn luôn không ạ? Nãy giờ thì chị cũng chat và cũng trả lời uh, thác thẳng cho các bạn những bạn nào có câu hỏi đó. Thì lại cũng đi lại là uh, nãy giờ cái slide show của mình thì mình mình cũng có thể coi lại cái recording của mình nếu mà các bạn miss cái thông tin đó thì ngoài các nhu cầu các bạn cần phải phân biệt được là yêu cầu của cơ quan thẩm định văn bằng nó khác với yêu cầu của bộ di trú. Cho nên là một số bạn ở đây confused, uh, nghĩ ra nếu mà mình đã học 4 năm rồi thì mình vẫn được tính tương đương với cái điểm cho sinh uh, IELTS hoặc PTE cần thiết cho mình sinh cái visa 485 hoặc là cái skill visa đó, thì cái đó hoàn toàn khác nhau nha. Uh, mình xem lại cái recording nếu mà mình miss cái đó. Thêm một cái điều khá là quan trọng và chị muốn uh, nhấn mạnh và nãy giờ là chị chưa có đề cập tới, có nghĩa là nếu mà các bạn nào... Uh, chưa, chưa đăng ký học lên cái uh, chương trình của mình chương trình giảng dạy của mình đó, hoặc là các bạn chỉ mới học ở chừng dưới một năm đó, thì chị cũng uh, suggest các bạn luôn là cân nhắc cái vấn đề là mình có nên chuyển về một cái trường regional mình học hay không mỗi tiểu bang đều có những trường locate ở những cái khu vực regional thì tại sao là chị uh, recommend các bạn học regional là bởi vì nếu mà các bạn học trên hai năm ở những cái trường uh, đại học regional đó thì chẳng những các bạn được cộng thêm điểm cho cái point test của mình mà các bạn còn có thuận lợi nữa là sau khi các bạn học xong rồi thay vì như là những cái bạn mà học ở những cái khu vực trung tâm các bạn chỉ được có 2 năm visa 485 thì các bạn học ở regional các bạn lại có thêm một cái second chance nữa là các bạn có thể xin thêm được một năm 485 năm. thì đó cũng là một cái lợi thế mà uh, giả sử như bây giờ nếu mà còn chưa quá muộn thì mình cũng có thể nên cân nhắc là mình đăng ký mình học ở những cái trường regional nếu mà các bạn không ngại cái vấn đề là xa trung tâm không có đồ ăn người việt hay là buồn hay là lên mấy xứ khỉ ho cò gái rồi kia như là lời các bạn nói đó thì các bạn thật ra là chị thấy là học regional cũng là một cái option rất là tốt à, hơn nữa là bây giờ là các chương trình học là đa số cũng là online chị không biết covid nó sẽ kéo dài tới bao lâu tuy nhiên à, hiện tại bây giờ thì chị thấy học ở vùng regional và học ở vùng metropolitan thì không không có gì khác nhau cả dạ vâng rồi em cảm ơn chị. chị ơi có một bạn bạn ấy hỏi trên trên cái livestream Facebook của mình ấy, thì bạn cũng có hỏi là nếu như mà um, bạn đã sử dụng bốn năm một lần rồi thì có khả năng xin được quốc visa nữa không chị? nếu bạn đã xin bốn năm một lần rồi thì như vậy thì các bạn phải trám cái cái cái, cái các bạn coi coi mình thiếu cái requirement như thế nào ví dụ như các bạn đã xài hết một lần cần bốn năm các bạn chỉ xin được một lần thôi unless là bạn học trong vùng regional area thì nếu mà mình bạn đã xài hết quyền lựa chọn của bạn rồi bây giờ bạn cần thêm thời gian để bạn đi làm lấy thêm kinh nghiệm hay là để làm skill assessment thì như vậy các bạn phải tính đường khác và tính đường khác như thế nào thì case by case chị không có cái câu trả lời trực tiếp cho đến khi nào chị biết được cái trình tình trạng của em như thế nào cái background của em như thế nào và cái work experience như thế nào thì uh, nếu được thì em làm một cái hẹn đi xong rồi chị sẽ coi uh, trực tiếp cái trường hợp của em rồi sẽ tư vấn cho em là như vậy thì mình phải cần làm cái visa gì hay như thế nào để mà mình để mà mình uh, uh, có cái kế hoạch nó, nó nó tốt hơn cho cái việc xin visa định cư à, dạ vâng có một câu hỏi của bạn nghi Nguyễn là cho khe của em làm là cho khe tư nhân chỗ em làm cũng nhỏ nữa chỉ có hai phòng thôi nên không biết chủ có sponsor được không ạ à. em hiện giờ đang ở Melbourne À, cái này thì again chị không can thiệp được là bởi vì cái vấn đề uh, chủ nó đồng ý sponsor hay không là nó tùy thuộc vào cái khả năng thương lượng của em còn về cái size thì miễn là nhà trẻ trẻ của em có đăng ký Uh, là một cái register child care provider thì không thành vấn đề gì cả bộ di trú không có giới hạn child care là phải lớn hay nhỏ hay có bao nhiêu phòng hay miễn sao là em work with pay có pay slip rõ ràng đàng hoàng có prove được cái occupation của em là preschool teacher hoặc là coi như là early childhood educator mà ở phải 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 coi như là phải ở cái level là phải preschool đó thì mình vẫn có thể xin được cái visa 482 hoặc là 484 tuy nhiên chị có thể là Coi như là chị hỗ trợ em bằng cách là coi như là set up một cái meeting để gặp cái cái đơn vị đó và mình xem coi là họ có willing để sponsor hay không nhưng mà đầu tiên cũng phải là từ các em trước có các em phải có một cái mối quan hệ trước và phải có một cái tín hiệu bật đèn xanh từ cái chủ doanh nghiệp mà thuê mướn mình đó thì lúc đó là mới được chứ chừng chị không thể nào tác động được tới việc mà họ có đồng ý sponsor cho mình hay không à dạ vâng người em cảm ơn chị tức là cái này nó cũng sẽ tùy vào cái relationship của mình với lại bên bên chỗ nào nữa đúng không chị đúng rồi thì đấy người ta rất nói là, là nhiều <laughs> ăn ở đúng không ạ <laughs> vâng um, ừ. anh Huy có một câu hỏi dành cho anh uh, bạn hỏi là trong hỏi cấu trúc bài thi PTE à? em sẽ writing không biết writing bên đó có dễ hơn nhiều so với IELTS không ừ. cấu à. trúc bài thi PT thì uh, ấy, anh có gửi lại cái đường link này cho em em lên em có thể tham khảo sơ qua. Bởi vì nếu như mà nói hết nguyên một cái cấu trúc bài thi BT thì 20 phần thi thì chắc là tới ngày mai mới hết livestream của chúng ta. Thì chỉ nói cho em biết là cái thứ tự thi của các kỹ năng thôi. Đó là em sẽ thi speaking trước, sau đó em sẽ thi, thi writing and then là em thi reading và cuối cùng là em sẽ thi listening uh, writing. Thì uh, dưới phần writing thì chỉ có hai phần thi thôi. À, đó là một phần thi về tóm tắt đoạn văn phần thi còn lại thì khá quen thuộc với mọi người đó là viết essay thì uh, trong tổng 90 điểm của writing thì essay chỉ chiếm khoảng 15 phần trăm số điểm thôi tức là 1 phần 6 uh, trên tổng số điểm writing cho nên là để coi trả lời có thể trả lời luôn cho em là cái phần writing essay nó có quan trọng hay không và em có cần phải sợ hay không thì em cứ nhìn một cái số điểm mà nó đang đóng góp cho tổng số điểm writing của phần thi BT rất là ít đó, thì thì để em có thể biết được luôn là nó không thực sự là quá là một cái gì đó em cần phải quan ngại dạ vâng em cảm ơn anh ạ à, chị anai câu hỏi à, có tôi câu hỏi mà các bạn dành cho chị ở trong này tương đối nhiều ấy thì em đang muốn hỏi xem là à, những cái câu hỏi mà chị đã trả lời rồi ở trong 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 chat box này chị có chị có muốn em đọc lại hết một lượt cho các bạn không ạ hay là chị cũng hay là hay là em sẽ hỏi lại một lượt thì chị sẽ wrap up lại cho các bạn mà đang đang nghe qua livestream các bạn có thể biết được nữa. À, đó là các bạn qua livestream thì sẽ không có thấy những câu hỏi. Dạ vâng đúng rồi, các bạn sẽ không thấy câu hỏi và không thấy câu trả lời này của mình. À rồi. Vâng. À, Vì ví dụ là uh, yeah. cũng khó để mà track đó. Thì uh, bây giờ để chị xem nha. À uh, rồi. Rồi bây giờ có một cái câu hỏi như vậy là chị thấy là nó tương đối relevant và cần thiết để mà repeat lại cho các bạn uh, live stream. Ở đây là có một số bạn học một cái bằng, uh, ví dụ như bằng đại học đi, Bachelor Business Bachelor Commerce, nó không có nằm trong cái danh sách để mà xin định cư. Thì các bạn hỏi là các bạn có thể học lên Graduate uh, Diploma một năm được hay không? Uh, hoặc là master of teaching được hay không thì là hoàn toàn có khả năng là vì graduate diploma thì các bạn vẫn satisfy được cái phần là one year initial teaching teacher training requirement cái one year ITEC hồi nãy chị nói đó trong 4 năm phải có một năm full time ITEC training đó là học chuyên sâu về cái lĩnh vực giảng dạy các bạn lựa chọn và cộng với 45 ngày teaching practice Uh, trong cái lĩnh vực mà các bạn lựa chọn thì như thế bây giờ giả sử các bạn có bachelor commerce và các bạn chọn thêm một cái chương trình là graduate diploma uh, một năm hoặc là master of Teaching hai năm thì hoàn toàn vẫn có thể pass the skill assessment và vẫn có thể đi theo cái con đường định cư thêm một cái câu hỏi nữa các bạn hỏi là như vậy em có thể xin 189, 190 hay là cái employer sponsor visa một lượt được không? Hoàn toàn được. Mỗi một cái chương trình nó sẽ có những yêu cầu khác nhau. Nếu bạn satisfy được cái requirement của chương trình nào thì mình có quyền apply visa của chương trình đó. Cái skill visa không phải tự nhiên các bạn học xong các bạn cũng điểm thấy mình đạt điểm là các bạn có thể apply được. Các bạn phải chờ um, bộ di trú hoặc là cái stay gửi cho mình cái invitation và nomination thì các bạn lúc đó các bạn mới apply visa được có nghĩa là các bạn phải work out ra cho mình nhiều cái option những cái phương án khác nhau plan A là skill visa và plan B là employer sponsor visa ví dụ như plan A của các bạn các bạn không may từ lúc mà các bạn nộp EOI cho đến khi các bạn nhận được cái sự invitation coi như là nhận được cái lời mời của bộ di trú hoặc là của tiểu bang á là không biết là bao lâu mình nó sẽ thích coi như là nó sẽ tùy thuộc vào supply demand thôi. Tại thời điểm đó, điểm của các bạn là bao nhiêu, các bạn đứng hàng thứ mấy và các bạn từ trên xuống dưới nó sẽ bốc từ trên xuống dưới. Cho nên giả sử lúc đó chị nói ví dụ 100 tiết chờ mà cái quota của Victoria chỉ có là 10 thôi thì dĩ nhiên họ sẽ bốc từ trên cao xuống dưới cho nên là mình không biết chừng được là điểm bao nhiêu thì chắc chắn là mình sẽ được invitation không có ai cho bạn các bạn một cái câu trả lời chắc chắn là điểm bao nhiêu là sẽ được invitation ngay cả bộ trưởng bộ di chú cũng không thể nào cho bạn biết được là bởi vì nó còn tùy thuộc vào supply demand ở tại thời điểm đó cho nên chính vì thế là mình phải có nhiều phương án khác nhau cho mình các bạn có thể nominate được trên hai occupation nhé có nhiều bạn ở đây là bây giờ em đã học cái ECE rồi em có thể là qualify được là teacher rồi nhưng mà bây giờ em học thêm master of Uh, teaching graduate diploma thì em nên học cái gì thì chị recommend là các bạn nếu đã qualify là ECE teacher rồi các bạn học lên thêm để mà đáp ứng được cái 4 năm á, thì các bạn cũng nên chọn thêm một cái occupation nữa ví dụ như là special need teacher gì đó để tự nhiên mình có thêm một cái nghề và có thêm một cái gọi là một cái cái area mà ít người cạnh tranh hơn thì cũng là thêm một cơ hội cho mình và mình có thể launch hai cái hồ sơ EOI hoàn toàn riêng biệt với nhau một câu hỏi nữa là các bạn hỏi về cái vấn đề là à, cái um... ok em thấy đúng. nhiều bạn quan quan tâm về cái phần sponsor ấy à Thì... sponsor rồi dạ, vâng. À, nhiều bạn quan tâm là sponsor là vì bây giờ nếu mà em đi làm cho cái nhà trẻ đó nhà trẻ tư nhân và nó coi như là không có thì như hồi nãy chị có nói là miễn là cái đơn vị cái 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 cơ sở kinh doanh đó họ thật sự họ trao khen nhưng mà họ cũng là một cơ sở kinh doanh thì chắc chắn họ phải có ABN họ phải có đăng ký với bộ giáo dục thì họ mới có thể operate được thì nó không có cái limit về cái vấn đề như thế nào tuy nhiên là bắt buộc các em phải có hai năm kinh nghiệm làm việc thì các em mới có thể xin cái con đường employer nomination đó hai năm kinh nghiệm đó có thể là từ một nhà trẻ hoặc từ nhiều nhà trẻ cộng lại không sao cả, hoặc từ một trường học hay là nhiều trường học cộng lại không sao cả. Đó. À còn một câu hỏi Nó quan trọng là có một cái số chương trình là các bạn học uh, Bachelor of uh, early childhood education và từ 0 cho tới 12 có nghĩa là nó sẽ nó sẽ combine giữa cái uh, um... từ từ 1 tới 12 m... uh, early childhood từ 1 tới nó là sẽ là early childhood um, từ 1 tới 5 và từ và từ... và từ P1 cho tới P12 thì là các bạn ấy sẽ là làm uh, dạy từ birth to five hoặc là là hoặc là các bạn ấy sẽ dạy cấp 1 và cấp 2 luôn. Cấp một ở à, bên này không có cấp 2, chỉ có là uh, à, thì, thì là P P P là primary từ primary cho đến hết P12 luôn là đến hết đến hết cái cái lớp high school luôn đấy chị ạ. Rồi ok, thì à. chị không cần biết là nó combine như thế nào, quan trọng là cái cái 45 ngày đi thực tập của các bạn đó các bạn bắt buộc bây giờ các bạn chọn nominate cái occupation nào thì các bạn phải có tối thiểu 45 ngày đi thực tập trong cái môi trường trong cái lĩnh vực mà các bạn chọn thành thử ra ở đây ví dụ chương trình của các bạn là combine chỉ nói là scenario one là ví dụ như là early childhood teacher cộng với primary đi mà trong 80 ngày trường nó cho bạn đi thực tập, trong đó chỉ có 20 ngày là các bạn học cái um, Early Childhood Teacher, đi thực tập cái Early Childhood. Và 60 ngày còn lại các bạn đi Primary School. Như vậy là các bạn thấy là cái việc này là nó hoàn toàn bất lợi cho các bạn. Bởi vì ở đây các bạn đi thực tập chỉ có 20 ngày thì các bạn sẽ không pass the skill assessment cho cái occupation là Early Childhood Teacher. Và các bạn thiếu 25 ngày. Trong khi các bạn có 60 ngày của Primary School là các bạn lại dư. Mà primary school nếu mà bạn nominate là primary school teacher hồi nãy chỉ có phân tích với các bạn nó không nằm trong long term list là các bạn cũng không có cơ hội định cư thế thì phải negotiate với trường với khoa của mình học gấp để mà tăng cái ngày thực tập ở nhà trẻ lên và giảm cái ngày thực tập ở primary school lên Tương tự như vậy, nếu mà chương trình của bạn combine là primary cộng với secondary thì các bạn phải làm sao mà xin được ít nhất là 45 ngày thực tập ở secondary school bởi vì secondary school teacher là các bạn còn nằm trong long term list và có nhiều cái pathway cho mình hơn. Còn nếu mà bạn chọn cái occupation nào mà nằm trong short term list là dead end, không có đường cứu chữa cho nên các bạn phải đặc biệt đó là thận trọng cái vấn đề đó. Nếu các bạn cần các anh chị du học sếp giúp mình thương lượng với trường thì chị nghĩ là cũng ok hại hả? Mình Dạ vâng. Để có thể là giúp cho các bạn được hả? Dạ vâng đúng rồi. Um, cho em hỏi, em 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 xin nhờ, chắc bây giờ em sẽ nhờ anh Huy trả lời một câu hỏi nữa ừ. của bạn comment trong livestream. Bạn hỏi là cho em hỏi về khóa luyện thi PT bên mình được không ạ? Câu hỏi này chắc cũng hơi hơi chung nữa. <laughs> mình cũng không okay. có thông tin về target hay là gì. Về khóa luyện thi PT bên mình thì nó chỉ có hai khóa thôi. Một đó là học khóa lớp chung với lại là hay là học khóa một một. À, thì thông thường một một thì sẽ dành cho những bạn nào có những cái trường hợp đặc biệt thí dụ như là quá yếu hay là quá giỏi cũng nên học một một bởi vì các bạn sẽ cần nhanh và ta nhanh và muốn đẩy uh, kết quả ra sớm thì chúng ta cũng học một một còn nếu mà chúng ta có một kế hoạch gọi là thi trong vòng 3 tháng 6 tháng hay 9 tháng thì chúng ta có thể tham gia vào lớp chung à, lớp chung thì chúng ta sẽ uh, quy trình là chúng ta sẽ làm một bài test đầu vào để phân loại xem là chúng ta sẽ cần cái mức target nào là phù hợp. À, và sau đó thì chúng ta sẽ à, trải qua những cái lớp gọi là luyện lớp cơ bản bao gồm 6 lớp dành cho những bạn nào mà không biết gì về PT. Sau 6 lớp đó tức là khi mà chúng ta có kiến thức đầy đủ về PT rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lên cái lớp tiếp theo là lớp giải đề thi PT. Thì chúng ta sử dụng những kiến thức mà chúng ta học được trong lớp cơ bản. Bắt đầu chúng ta sẽ vận dụng vào chúng ta giải đề À, trong lúc giải đề thì hàng tuần thì chúng ta sẽ được trung tâm yêu cầu làm những bài test hàng tuần để chúng ta có thể nhận được những cái feedback một một để biết được những cái điểm yếu những cái điểm nào mà chúng ta đã mạnh rồi thì chúng ta không cần luyện nữa yếu thì chúng ta cần tập trung thêm rồi trung tâm cũng sẽ đưa luôn cái thời gian và à, phù hợp bao lâu nữa thì chúng ta cần phải đi thi thì nó cứ diễn ra như vậy đến khi mà các bạn à, đạt được kết quả này thôi khóa học của bt Harbor thì hiện nay do tình hình covid cho nên toàn bộ là được giảng dạy online hết. À, thế còn nếu mà sau khi mà đã hết Covid thì sao ạ? Thì mình sẽ có có lớp offline không ạ hay là online offline mình sẽ mix với nhau ạ? Hiện nay thì ở chỉ có ở Melbourne thì là có cái cái trụ sở của Howber thôi. À, tuy nhiên là trước ngay cả trước khi dịch Covid thì các bạn học viên thì các bạn cũng ít có khi lên trung tâm lắm tại vì bây giờ thì cái việc mà đi lại mà À, về gọi là xe lửa hay bus đó, nó cũng tốn nhiều thời gian cũng như là cái chi phí cho nên là khi các bạn tham gia vào lớp học online các bạn thấy hiệu quả là các bạn cũng chọn học online thôi và mọi người cũng yên tâm rằng là bởi vì à, tập trung phát triển về giảng dạy online cho nên là cái à, cái đội ngũ của Hauber cũng được đào tạo bài bản trong cái việc mà hỗ trợ mọi người trong việc học online Dạ vâng, em cảm ơn anh uh, William ơi, nếu như em cần thêm thông tin về khóa PTE của bên PT Helper Thì có thể um, contact với lại Chị nhớ như em là học sinh của SET Sydney đúng không? Uh, nếu vậy thì em có thể contact với chị Gina hoặc là chị Vi Để nhờ các chị uh, gửi thêm thông tin cho em nha thì hoặc là các chị sẽ kết nối với kết nối em với lại PT Helper để mà có thể uh, ví dụ như làm thử bài test này để xem là cái khả năng của mình đang đến đâu ấy thì mình sẽ biết là uh, mình sẽ cần học bao lâu để được để đủ cái target của mình chứ đấy là cái cái ước lượng thời gian của mình sẽ chính xác hơn với lại là uh, trong cái buổi livestream ngày hôm nay nếu mà mọi người tham gia và đăng ký học luôn thì mọi người cũng thấy rằng là trên cái promotion thì chúng ta có cái uh, voucher là cashback 100 đô á thì cái học phí là 650 đô mà cashback 100 đô đi hỗ trợ mọi người trong cái mùa dịch nếu mọi người tham gia cái livestream và đăng ký luôn thì rất là khá là tốt á cho nên là nếu được thì mọi người đăng ký luôn mọi người đăng ký trước rồi sau đó mọi người học sau cũng được không vấn đề gì cả mọi người cứ đăng ký năm nay đến đầu năm sau học có được không anh được luôn em được luôn ạ không làm phát hả anh không sao Um, thế nên bạn nào có có thể là các bạn có thể uh, thứ ra là các bạn có thể tham gia những cái lớp học trial trước hoặc là tham gia test trước để mà mình có thể xem là cái hình thức thi này nó có phù hợp với mình không hoặc là um, nó cảm thấy mình có cảm thấy là mình 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 nó nó possible cho mình để achieve target không um, thì nếu như bạn nào mà muốn đăng ký thì các bạn có thể để lại contact nha hoặc là sau buổi này thì xét cũng sẽ liên hệ lại với các bạn để trao đổi thêm về những cái về về uh, những câu hỏi của các bạn này, đặc biệt là những bạn nào mà trong livestream trong buổi ngày hôm nay mà câu hỏi của các bạn chưa được trả lời thì các bạn uh, có thể liên hệ lại với uh, liên hệ lại với xét để hoặc là uh, sau buổi này thì sẽ cũng sẽ chủ động liên hệ với các bạn nữa để mà mình có thể có Um, những cái uh, tư vấn trực tiếp hơn và các bạn có thể đặt lịch tư vấn một một với chị Anna về case của các bạn uh, và sẽ là miễn phí cho học sinh của SET Thế nên là bạn nào mà muốn đặt lịch uh, tư vấn di trú trực tiếp với chị Anna thì các bạn nhắn tin cho SET nha để để mình có thể sắp xếp được lịch hợp lý để mà mình có thể trao đổi cho chuyện riêng với chị. Um chắc là mình sẽ wrap up buổi này ngày hôm nay ở đây thôi vì thực ra là cũng hai tiếng rồi và cũng rất, rất là cảm ơn mọi người đến giờ này mà vẫn còn rất nhiều người đang ở trong zoom cũng như là rất nhiều người cũng đang xem xem livestream của set nữa um, thực ra là trong buổi hôm nay thì mình cũng rất nhiều câu hỏi mà mình chưa thể nào mà mình trả lời được hết được cho các bạn uh, nên là chắc là uh, chắc là em nhờ chị Anna có thể wrap up lại một vài cái point cuối để cho các bạn có thể um, các bạn có thể là nhớ được một vài những cái key points Và cùng với đó thì bạn nào mà muốn đặt lịch một buổi riêng Một một để có thể là trò chuyện riêng Về cái case của mình với chị Anna Để được chị Anna tư vấn trực tiếp Thì các bạn có thể để lại contact Để xét sẽ, sẽ liên hệ với lại với bạn Và đặt lịch cùng với chị Anna nha Rồi, chị sẽ wrap up cho các bạn Nhưng mà trước khi wrap up thì Thầy Huy ơi Có bạn nào đó comment là đăng ký học Em rồi. thấy rồi <laughs> Thế thì để em bé có được discount Thầy, thầy Huy ơi cái này cái này là đăng ký rồi chị nhưng mà đi sao mà đi để em bé nhưng mà tụi em vẫn vẫn cho học đó chị để rồi các bạn có thể có quyền bảo lưu đó chị rồi yeah. ok thì cho chị wrap up là nếu mà các bạn có ý định hoặc là đã đang học cái gọi là chọn cái nghề gọi đầu trẻ cái nghề làm giáo viên để là cho cái nghề nghiệp của mình về sau thì cũng đầu tiên là cũng chúc mừng các bạn là vì vẫn còn tươi sáng lắm chứ không đến nỗi là âm u đâu mặc dù là chúng ta có hai năm quá âm u rồi nhưng mà sắp tới đây thì chị thấy là không có một cái tín hiệu gì mà gọi là không lạc quan cho cái cái nghề giáo viên của các bạn và ngoài các điều kiện về tiếng anh đầu vào thẩm định văn bằng Uh, thì nó nói chung là luật di trú nó rất là phức tạp và nó thay thay đổi từng năm các bạn ạ à. cho nên là hôm nay thì như vậy nhưng mà năm sau ngày nay năm sau có thể là nó lại khác nữa cho nên chính vì thế là bây giờ chúng ta keep in touch thôi và sẽ mỗi trường hợp như vậy thì nếu như mà có hồ sơ thì chị xét và chị sẽ có một cái profile từ đầu cho các bạn và theo các bạn từ đầu cho đến cuối con đường của các bạn đi luôn cho nên là không sao cả các bạn không lẽ loi đơn độc nhưng mà không thể nào mà nói cho các bạn chính xác là bây giờ các bạn học cái cái, cái ngành đó đi các bạn hãy như thế này đi là các bạn sẽ chắc chắn được định cư bởi vì luật di trú là cái luật thay đổi nhanh nhất chóng mặt nhất trong tất cả các loại luật ốt Uh, ngay cả chị là luật sư di trú chị vẫn phải đi tập huấn và vẫn phải tự cập nhật mình gần như là mỗi tuần chứ không phải là mỗi tháng nữa cho nên chính vì thế là chị nói với các bạn là dựa trên kinh nghiệm của mình thì cái nghề nghiệp giảng dạy vẫn là một cái nghề tốt để cho các bạn theo đuổi và sẽ có pathway cho các bạn vào PA và có trên một option cho các bạn lựa chọn nữa cho nên là chính vì thế là cứ hãy mạnh dạng đi nghe theo tiếng gọi trái tim của mình đấy và không có gì phải coi như là lo lắng Bởi vì what else Quiz sera sera thôi What will be will be đó Thành thử ra là hôm nay các bạn học Ngày mai thì uh, uh, các bạn uh, tốt nghiệp ra Thì đầu tiên là các bạn làm một cái điều có ích cho xã hội rồi uh, Thì đó cũng là một cái achievement Còn cái vấn đề di trú nó cũng tùy duyên Và chị cũng như là các anh chị ở đây Sẽ đồng hành cùng với các bạn Cho nên là cũng không lo lắng vấn đề đó nhé Vâng. À, nếu rồi. được thì chọn trường regional một cái lời khuyên cuối cùng là nếu được thì chọn học ở cái vùng regional bởi vì regional thì bao giờ cũng có những cái lợi thế khác biệt so với các bạn học ở trường trung tâm mặc dù nó hơi buồn tí tuy nhiên là nó sẽ có những cái pay up cho các bạn mà chọn học trường regional dạ vâng. chị Anna ơi à, hiện giờ là như ví dụ như năm 2021 này thì những bang regional nào đang invite cho hai ngành này ạ à, cho hai ngành này á thì regional hiện tại bây giờ chỉ có sao australia và northern territory là coi như có vẻ còn khá mặn mà so với uh, các uh, coi như là các teacher nhưng mà đó là cái latest invitation round thôi tháng 7 năm 2021 còn cái round tháng 6 2021 thì hồi nãy powerpoint slide của chị thì chị thấy là cũng rải đều ra chứ cũng không đến nỗi là 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 là, là khó tuy nhiên các bạn cũng nên cân nhắc là Victoria bây giờ Victoria bây giờ hầu như là muốn chú trọng tới các ngành nghề trong khối STEM nhiều hơn là về Science, Technology, Engineering, Medicine and Health. Cho nên là các bạn chỉ thấy Victoria có vẻ như là không có màu hồng lắm cho cho cái 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 việc nhìn định cư. Một phần nữa là cũng do cái vấn đề kinh tế của Melbourne và cái vấn đề lockdown ở Victoria và New South Wales là lâu nhất. Tuy nhiên ở New South Wales thì chị thấy vẫn có invitation cho early childhood teacher ở vùng regional tương đối là nhiều thậm chí stay nomination cũng có luôn cho nên chính vì thế các bạn trước khi mà coi như là gõ cái búa và quyết định cái ngành học như thế nào trường nào thì chị nghĩ là nên có một cái cuộc tư vấn one to one với chị để mà chị xem xét lại quốc lại và xem là coi như là có cái hướng nào mình coi như là mình thêm nhiều cái option cho các bạn hay không dạ vâng dạ. nhất là những bạn nào mà năm nay sẽ tốt nghiệp đúng không chị thì là dạ. vâng nhất là những bạn nào mà năm nay mà tốt nghiệp những cái ngành như là early child teacher hoặc là secondary teacher thì các bạn sẽ có thể là cái 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 quãng đường phía trước của các bạn nó sẽ hơi struggle hơn một chút cho so với các những, những cái bạn mà vẫn còn thời gian với như là những cái bạn mà hai ba năm sau mới tốt nghiệp chính vì thế nên là nếu như năm nay các bạn tốt nghiệp thì các bạn đặt lịch luôn với chị Anna nha để chị sẽ có những cái định hướng cho các bạn thêm để xem là là sau khi mà các bạn tốt nghiệp xong thì pathway nào với các bạn sẽ là hợp lý là nên đi nên đi làm hay là nên đi học hay là hay là có thể xin được skill visa luôn đúng không chị đúng rồi chính xác đó em dạ vâng vì em độc lập 189 có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi không cần ai sponsor cho tôi hết á thì rất là competitive cạnh tranh lắm và mình không có hy vọng là mình xin được cái direct 189 đâu nếu như mà các điểm của các bạn mà dưới 95 thì hoàn toàn là impossible cho nên là uh, gặp chị đi rồi xong rồi chị sẽ xem lại và mình coi là như vậy mình có thể có cái plan B cho mình hay không nhá dạ vâng vào. vào rồi em cảm ơn chị ờ à, vâng anh Huy không biết là có 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 cái hỗ trợ nào thêm cho các bạn không ạ à? nếu tính như các bạn nào mà ví dụ như các bạn có thể là các bạn chưa kịp mà đăng ký sau cái ngay sau cái buổi này nhưng ví dụ như các bạn ý đăng ký chỉ ví dụ như đăng ký học thử thôi chẳng hạn hoặc là trong buổi này các bạn đăng ký học thử luôn hoặc là ví dụ như các bạn có thể đăng ký học trong trong tuần tới đi chẳng hạn thì okay. có cái vâng có hỗ trợ là nên các bạn đó thì bên anh sẽ luôn có những cái buổi học thử rơi vào các ngày hai 6 cho nên là à, các em có thể liên hệ với bên anh hoặc là liên hệ với các chị bên set để được à, kết nối cũng như là tham gia vào các lớp học thử của bên anh lớp học thử bên anh thì diễn ra chỉ có một tiếng đồng hồ thôi vào lúc 22 giờ cho tới 23 giờ tối à, lý do tại sao anh chọn cái giờ này bởi vì cũng rất là nhiều bạn sinh viên cũng feedback bác rằng là sau cái giờ này thì các bạn mới xong hết tất cả những cái bài tập trên trường cũng như là à, mọi thứ cho nên là mặc dù là nói là lớp học thử nhưng mà các em sẽ tham gia cùng với là các bạn đang học thực sự chứ thực sự không phải là một buổi học để mà gọi là múa may quay cuồng gì đâu mà thật sự là một buổi học dạy thật luôn kiến thức thật để cho các em biết được là cái cách dạy của trung tâm như thế nào Bên cạnh đó là anh cũng có hỗ trợ thêm cho mọi các bạn là Nếu như trong trường hợp là các bạn cấp 3 Các bạn vừa phải thi HSC, sẽ là VCE Rồi các bạn uh, tốn rất là nhiều thời gian cho việc học trên trường của mình Tuy nhiên là cần phải có cái điểm tiếng Anh trước cái kỳ nhà học tháng 2 Thì các em có thể liên hệ uh, anh để hoặc là các chị Để sắp xếp tư vấn trực tiếp cá nhân với anh một một Anh có thể đánh giá trình độ cho các em Và đưa ra cho các em một cái study plan cá nhân để các em có thể biết được rằng là mình cần học như thế nào và anh có thể nói luôn là mình có khả năng để lấy được điểm tiếng Anh trong cái thời điểm mà nó gấp rút như vậy hay không? Dạ vâng, đấy. Thế nên là bạn nào mà có ý định là các bạn có đang cần cần bằng tiếng Anh để mà các bạn vào đầu vào của một trường nào đấy hoặc là các bạn đang cần uh, tiếng Anh để có thể là thêm vào cái điểm, cái point test của mình sau này khi mà mình xin định cư các loại visa 189 190 thì các bạn có thể Uh, thử, tức là thay vì là các bạn có thể gọi là mình sẽ expand thêm một cái option nữa là PTE thay vì là nếu như mà mình đang mới chỉ có tập trung vào IELTS thôi thì mình có thể consider thêm một cái option nữa vì biết đâu là cái option này nó có có thể là một con đường nó dễ hơn cho mình thì lúc đấy là mình sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức để có thể achieve được cái đạt được cái, cái target của mình nhanh hơn và lại còn có hỗ trợ thêm về mặt kinh tế này nữa thì chắc là 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 cái khóa của mình chắc chắn là nó cũng sẽ 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 tốt hơn bởi vì là mình uh, có hỗ trợ học phí này, xong lại còn được học thử làm test thử này. Um vâng thì em cũng cảm ơn anh huy hôm nay uh, đã cho buổi hôm nay để mà share thêm cho các bạn về những cái thay đổi của pte và uh, những cái thông tin về khóa học bên mình và cũng cảm ơn chị anna đã đưa đến những thông tin về di trú về uh, skill assessment về uh, thông tin uh, invitation của từng bang uh, các bạn nhớ là nếu như các bạn muốn được connect với hai khách mời ở đây hoặc là các bạn có bất cứ thêm một cái câu hỏi nào nữa thì các bạn cứ liên hệ với lại du học set uh, số điện thoại hotline của du học Xét thì cũng có được comment ở trong phần đầu comment trong trong link zoom đó thế nên là bạn nào mà có thể bạn nào mà có muốn đặt câu hỏi thì các bạn có thể các bạn có thể check luôn số điện thoại và cô luôn cho xét gọi luôn cho xét những bạn nào mà đang xem livestream qua facebook thì inbox ngay trực tiếp vào fanpage của du học xét để mà có thể nhận được thêm những thông tin cụ thể về chương trình học hay là về cái và có thể đặt lịch để mà được tư vấn một một di trú với lại chị anna OK. À, cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian quý báu ngày thứ bảy để mà tham gia buổi ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất cứ một câu hỏi nào thêm thì các bạn cứ liên hệ với Sếp để được trả lời.